Lư hương này dường như là một kiện tinh khí, phía trên chấp động điểm điểm tinh quang. Miệng lục hoa phu nhân tụng đọc chú ngữ, lập tức mảng lớn khói bụi từ trong lư chen trúc bay ra, nhanh chóng khuếch tán ra, mấy hơi thở sau đã tràn ngập trong phạm vi ngàn trường. Khôi lối màu đỏ phụ cận bị khói bụi này bao lại, lập tức hành động trở nên chậm chạp, công kích cũng trở nên yếu ớt vô lực, mà đám người Hàn Lập lại không bị khói bụi kia ảnh hưởng chút nào. Thần thức Hàn Lập đảo qua những khôi lối bị khói bụi bao lại, Cha xét rõ ràng, ánh mắt lập tức chấp lên. Trong cơ thể chúng, chất lỏng màu bạc giờ phút này biến thành màu xám bạc, lại đặc sền sệt hơn nhiều, dường như biến thành trạng thái chất dẻo, lưu động trở nên chậm chạp gấp mấy lần so với trước. Thì ra là thế, Hàn Lập giống như ngộ ra, chậm rãi gật đầu, mắt thấy cảnh này, lập tức mọi người đại hỉ, vội vàng đánh bay hoặc trực tiếp hủy diệt những khôi lỗi vây công, tạo ra một khoảng đất trống. Khôi lỗi phía ngoài giường như cực kỳ kiêng kỵ đám khói bụi này nên không dám tới gần chúng vây quanh bên ngoài khói bụi gào thét như dã thú thủ đoạn ách thành chủ cùng lục hoa đạo hữu đúng là thông thiên chúng ta thực sự bội phục không biết khói bụi này là thứ gì vậy mà có thể khiến những khôi lỗi này e ngại tôn đồ cùng thần dương trao đổi ánh mắt một cái cười ha ha nói bất quá chỉ là thủ đoạn nhỏ đối phó những thứ khôi lỗi này mà thôi sao coi là thủ đoạn thông thiên được đi thôi ách quái cười nhạt một tiếng dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước những người khác nhao nhao đuổi theo những thứ khói bụi này như có linh tính, cùng tiến lên theo mọi người, Thủy Trung bảo trì phạm vi bao phủ gần nghìn trượng, không tản đi và cũng không lùi về. Có khói bụi hộ tống, những khối lỗi màu đỏ phía trước căn bản không tạo được bao nhiêu uy hiếp, mọi người rất nhanh ra khỏi thành trì, không lâu lắm đã rời khỏi mảnh ốc đảo này. Phạm vi hoạt động cực hạn của những khối lỗi này chỉ ở trong phiên ốc đảo này. Sau khi rời khỏi ốc đảo, chúng không hề bám theo, làm cho đám người huyền thành nhẹ nhàng thở ra dù có khói bụi hộ thể nhưng bị hàng nghìn khôi lỗi vây quanh đến cuối tầm mắt làm cho trong lòng mọi người bất giác cảm thấy run sợ. Ách quái dường như biết rõ chỗ cấm địa kia, sau khi rời ốp đảo, dẫn thẳng đám người huyền thành đi dọc theo con sông màu đỏ sậm, tiếp tục đi theo hướng hạ du. Trong nháy mắt đã qua hai tháng, đám người huyền thành rốt cuộc đi ra khỏi sa mạc đỏ sậm. Mặt đất phía trước biến từ màu đỏ thành màu đen, trong không khí chợt ẩm ướt, bầu trời bắt đầu có mưa rơi lả tả, trong không khí nơi này tràn ngập lực lượng tinh thần, càng phát ra nồng đậm, trên mặt đất sinh trưởng vô số thảm thực vật cao thấp, mơ hồ hình thành một khu vũ lâm tươi tốt. Hoàn cảnh trong đại khư vốn kỳ lạ nên dù phía trước xuất hiện một khu rừng mưa như vậy nhưng mọi người cũng không có kinh ngạc. Chẳng qua là trong khu rừng mưa lại phiêu đáng một cỗ sương mù màu đen nhàn nhạt, nhạt, khiến mọi thứ xung quanh được lồng trong một tầng sương mờ, làm cho nơi đây tràn đầy cảm giác thần bí. chương 951, các hoài quỷ thai, ách quái đối với những biến hóa diễn ra xung quanh đều xem như không thấy, vẫn cứ một mình một ngựa dẫn đầu tiến lên, cước bộ thoạt trông nhàn nhã như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng thực tế cứ sau mỗi bước chân thân hình lão lại vọt lên phía trước cả trăm trượng. Đám người Lục Hoa phu nhân, Phù Kiên, Tần Nguyên bám sát lão, còn lại Thần Dương, Tôn Đồ, cùng với Hàn Lập, không rõ là vô tình hay cố ý, đồng thời tụt lại phía sau một quãng. Mấy người bọn hắn cũng không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, đều trầm mặc cúi đầu tiến lên phía trước, ngoại trừ tiếng bước chân sàn sạt, thì không gian xung quanh mười phần yên tĩnh thần đạo hữu cấm địa mà ách thành chủ nói tới quả thật ở phía trước sao. khu rừng mưa này dù nhìn thế nào cũng thấy có chút quỷ dị a à. hàn lập một mặt theo dõi ách quái đằng trước một mặt âm thầm truyền âm trao đổi với thần dương tôn đồ xét thực lực thì ách quái quá sức mạnh mẽ lại có thêm tần nguyên phú kiên cùng nam tử mũi ưng đám người hàn lập tuyệt đối rơi vào hạ phong dưới tình huống như thế mấy người bọn hắn đành phải buông bỏ thành kiến trong lòng âm thầm liên thủ cùng nhau đề phòng bất chắc đối với sự tình đại khư ta chỉ vẻn vẹn nghe nói qua một chút gia lông mà thôi cũng không rõ ràng cái gọi là hài cốt kia chính xác ở nơi nào có điều bằng vào tinh thần chi lực trong hư không đúng là chúng ta đang đi vào sâu bên trong đại khư rồi dù sao đi nữa người hiện giờ cũng đã có một chiếc chìa khóa chúng ta cũng đã đáp ứng cùng đi tầm bảo nếu như ách quái khinh cử vọng động cũng chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp thần dương trần trừ một chút truyền âm đáp lại hy vọng là như thế hàn lập trầm ngâm tuy miệng nói vậy nhưng tinh thần hắn không chút nào buông lỏng bảo trì sự cảnh giác tuyệt đối nhắc đến chìa khóa ta cảm thấy có chút cổ quái theo ách thành chủ nói phải cần đến 5 chiếc mới có thể mở ra cấm địa trong tay lệ đạo hữu hiện giờ chỉ có một cái mà thôi vậy mà ách thành chủ lại không có ý định tìm kiếm bốn chiếc chìa khóa còn lại hẳn là chúng đã bị thành chủ hắn lấy được a à? tôn đồ đột nhiên truyền âm nói ra có lẽ vậy hàn lập khẽ động liếc sang thần dương một chút nhàn nhạt truyền âm trả lời hai mắt thần dương vẫn bình tĩnh như nước không nói gì thêm cuối cùng vẫn là không biết mấy chiếc chìa khóa màu máu này có tác dụng gì nếu chỉ để mở ra đại môn cấm địa thì cũng chỉ đến thế mà thôi nhưng nếu là sau khi tiến vào trong vẫn phải dùng đến thì ách thành chủ với bốn chiếc chìa khóa trong tay có thể nói là chiếm hết thượng phong a chúng ta không thể khinh thường tôn đồ lại tiếp lời hàn lập nghe được lời này ánh mắt không khỏi khẽ động quả thật hắn chưa nghĩ tới điểm này nếu đúng là như thế thì phiền toái hẳn là không ít Lúc này, ách quái vẫn đang nhàn nhã bước đi như cũ, tựa hồ không thèm để ý đến đám người Hàn Lập đang cách lão khá xa. Thành chủ, hai kẻ thần dương cùng tôn đồ đều là hạng lòng lang dạ sói, trước mặt thì dạ vâng, sau lưng lại thông đồng với nhau bất tuân thượng lệnh. Thuộc hạ sợ rằng bọn chúng đã sớm cấu kết với khôi thành chủ tính âm mưu gì đó rồi, chỉ bằng chúng ta đồng loạt ra tay, triệt hạ chúng tại đây, đến lúc tiến nhập cấm địa hẳn là có thể giảm bớt một chút biến số. Lấy thực lực của ngài, nhất định có thể lập tức đánh chết lệ phi vũ đoạt lấy chìa khóa, tuyệt đối không cho hắn cơ hội cá chết lưới rách hủy đi bảo vật. Phù kiên tới gần ách quái thêm một bước, mắt lộ hung quang, truyền âm cho lão. Không cần, ta tin tưởng thần dương cùng tôn đồ sẽ không thông đồng với khôi thành làm ra sự tình gì mờ ám đâu, sở dĩ bọn họ có biểu hiện như vậy, là bởi có chút đề phòng đối với chúng ta, lấy tình hình hiện tại ở đại khư này mà nói, cũng khó trách bọn họ nghĩ như vậy. Ách quái mỉm cười, truyền âm đáp lại gã, thành chủ, ngài quá nhân từ rồi, vẫn có câu chi nhân chi diện bất tri tâm, tên thần dương này sợ rằng vẫn vì chuyện năm xưa mà một mực oán hận ngài, nhất định phải đề phòng. Phù kiên cuống quýt không ngừng nói ra, phù thành chủ không cần lo lắng, trong lòng ta tự biết rõ, hiện giờ vẫn nên dĩ hỏa vi quý. Để cho chúng ta tại đây tàn sát lẫn nhau mới chính là âm mưu của khôi thành đấy. Ách quái mỉm cười lơ đánh, phù kiên nghe vậy bèn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hàn lập nhìn thấy phù kiên đột nhiên tiếp cận ách quái, ánh mắt lóe lên, tựa hồ lại suy nghĩ điều gì. Cả một đoàn người, trong lòng ai cũng như có quỷ, cứ thế đi về phía trước. Lại mấy ngày trôi qua, bọn họ đã đi vào rất sâu bên trong rừng mưa. Cây cối nơi đây cao lớn dị thường, khắp nơi đều là đại thụ mấy người ôm không xuể, những cây thấp nhỏ dần dần thưa thớt. Đột nhiên, ách quái nói rằng cấm địa đã ở phía trước không xa, khiến cho tất cả đều chấn động tinh thần. Hàn Lập vẫn đi sau cùng, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt cau mày. Sao vậy, lệ đạo hữu nhìn ngươi mặt mày nhăn nhó chẳng lẽ đã phát hiện điều gì không ổn thạch xuyên không vẫn đi bên cạnh hắn chợt nhích lên một bước truyền âm hỏi không có gì chẳng qua ta đang cảm thấy có chút kỳ quái hàn lập lắc đầu kỳ quái kỳ quái chỗ nào thạch xuyên không nghe được lời này kinh ngạc hỏi ngược lại tinh thần chi lực nơi đây nồng đậm như thế thực vật lại rất phát triển nhưng trên đường chúng ta tới đây ngay cả một con lân thú cũng không có gặp qua theo lý mà nói hoàn cảnh nơi này hẳn là phi thường thích hợp cho lân thú sinh trưởng mới đúng. Hàn lập truyền âm trả lời, nghe người nói vậy, điều này thật sự cổ quái đây. Thạch xuyên không chậm rãi gật đầu, được rồi, tiếp tục lo nghĩ việc này cũng vô dụng, chẳng phải ách quái vừa nói cấm địa đá ở ngay trước mặt rồi hay sao? Thạch đạo hiếu, trước đó người nói có phương pháp từ nơi đó thoát khỏi thích lân không cảnh, là có mấy phần nắm chắc đây. Hàn lập ánh mắt ngưng lại, truyền âm hỏi thạch xuyên không? Thực ra, tin tức này không phải do Tam Ca nói cho ta biết, mà do ta từng đọc qua rất nhiều tài liệu trong giả dương vương triều thư khố liên quan tới tích lân không cảnh, rồi từ đó đúc kết ra, hẳn là không sai đâu. Thạch Xuyên không đáp, Thạch Đạo Hiếu, không phải là ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là chuyện này rất hệ trọng, có thể nói cho ta minh bạch thêm một chút hay không? Hàn Lập tiếp tục truy vấn, Lệ Đạo Hiếu, thứ lỗi cho ta không thể nói rõ cùng ngươi, bởi lẽ chuyện này liên quan đến một bí mật của giả dương vương triều, không thể tiết lộ cho người ngoài mảy may, nhưng ta xin thề trước thiên sát thánh hoàng, lời ta nói tuyệt đối không có điểm giả dối. Thạch xuyên không trịnh trọng truyền âm, nếu đã vậy, lệ mỗ sẽ không hỏi nhiều nữa. Đuôi lông mày hàn lập khẽ động, gật đầu nói, thạch xuyên không nghe vậy liền thả lỏng thần sắc, cả đoàn người đã đi được hơn nửa ngày, bất chợt xuất hiện một mảng lớn sương mù đỏ như máu ở phía trước. Màn xương mù này cực kỳ nồng đậm, cao đến tận trời, căn bản nhìn không thấy điểm cuối, hai bên trái phải đều giống nhau, trải dài ngút tầm mắt, phảng phất như một bức tường đẫm máu sừng sững trước mặt mọi người. Huyết vụ này giống như một sinh vật sống, mơ hồ phát ra những thanh âm cuồn cuộn trầm thấp, mười phần quỷ dị. Tất cả theo đó dừng lại nhìn về huyết vụ phía trước, lại bối rối quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng về phía ách quái. Chư vị không nên lo lắng, khu vực này gọi là lưu diễm vụ hải, chỉ cần đi xuyên qua nó là lập tức sẽ thấy cấm địa. Bên trong vụ hải này đối với chúng ta cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại còn có vài chỗ tốt, chẳng hạn như lưu diễm huyết vân chính là sinh trưởng ở nơi đây, nếu chưa vị vận khí may mắn, chưa biết chừng có thể gặp được một hai đóa. Ách quái không hề phật lòng, cước bộ cũng không mảy may dừng lại, vẫn như cũng bước về phía trước, miệng trấn an mọi người. Nghe được lời này của lão, những người xung quanh mới bất căng thẳng, đồng thời cặp mắt ai nấy đều sáng lên. Thạch đạo hiếu, người nhận ra mảnh huyết vụ này sao? Hàn lập lại truyền âm cho thạch xuyên không? Ta không biết, thì ra lưu diễm huyết vân vốn là có nguồn gốc từ đây. Thạch Xuyên không giờ phút này cũng nhìn về khu vực phía trước, hai mắt gã lóe lên, tựa hồ tràn ngập khát vọng đối với Lưu Diễm Huyết Vân mà ách quái vừa đề cập, tùy tiện đáp lời. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt khẽ động, lộ vẻ trầm ngâm. Bên trong vụ hải tầm nhìn rất hạn chế, các người phải cẩn thận không nên tản ra. Ách quái dẫn đầu đi thẳng về phía trước, từng bước tiến vào trong màn sương mù màu máu, những người khác lần lượt theo sau. Hàn Lập cũng đi vào trong huyết vụ, vừa tiến vào trong, thân thể hắn lập tức trở nên nặng nề, giống như đang ở dưới đáy biển, áp lực cực lớn đến từ bốn phương tám hướng. Huyết vụ này vậy mà lại trầm trọng dị thường, Hàn Lập nhíu mày, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tiếp tục tiến bước. Áp lực này tuy không nhỏ, nhưng không thể tạo ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên, tầm nhìn bên trong huyết vụ lại cực kỳ hạn chế, hầu như chỉ có thể nhìn thấy trong khoảng mười mấy trượng, phạm vi sử dụng thần thức cũng đồng thời giảm mạnh, chỉ có thể dò xét ra hai ba mươi trượng xung quanh, không hơn mắt thường là bao. Màn xương màu máu này cũng thật sự quá lớn, mọi người đã đi được khoảng một khắc đồng hồ, mà vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Ban đầu tất cả còn có chút lo lắng, nhưng qua một lúc không thấy nguy hiểm xuất hiện, tâm lý bọn họ liền thả lòng, từng người từng người một giãn ra, dò xét cảnh vật xung quanh, tìm kiếm lưu diễm huyết vân nọ. Thần Dương cùng với mấy tên thành chủ khác cũng giảm bớt thận trọng, liền giống như mọi người triển khai thần thức tìm kiếm xung quanh. Chỉ có một mình ách quái cứ lẳng lặng tiến lên, tựa hồ không quan tâm đến lưu diễm huyết vân chút nào hàn lập âm thầm nhìn về phía ách quái cách đó không xa ánh mắt chấp động liên tục hắn thật không ngờ ách quái quen thuộc đại khư đến vậy tựa hồ không có gì không biết điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một cảm giác bất an không rõ lý do lệ đạo hiếu còn ngây ra đó làm gì ta biết thần thức ngươi cường đại nên đừng lãng phí thời gian nữa mau chóng tìm kiếm lưu diễm huyết phân đi thôi thạch xuyên không nhìn thấy hàn lập có chút thất thần nhịn không được bèn truyền âm nhắc nhở hàn lập nghe tiếng chợt hoàn hồn cũng không trả lời Thạch Xuyên không, lẳng lặng khuyết tán thần thức ra cha xét. Trong lòng hắn tự nhiên cũng có điểm khao khát đối với phần thưởng dành cho quán quân hội võ năm thành, lưu diễm huyết phân. Đúng lúc này, một tiếng tiếng siêu như huyết sáo vang lên, một đạo thân ảnh vội vã lao bắn về phía trước, đúng là thần dương. Hàn lập thấy thế bèn tập trung thần thức về phía đó cảm ứng. Ngay lập tức, một tia sáng đỏ như máu bắn ra như điện từ trong lớp xương mù phía trước, bị thần dương một tay bắt lấy. Tiêu huyết quang này sau đó lộ ra chân tướng, đó là một đoàn huyết phân lớn chừng bàn tay, tản mạn những tia huyết quang như sợi tóc lấp lánh không ngừng. Đó là lưu diễm huyết phân, Hàn Lập đang ở cách thần dương khá xa, tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thần thức cường đại của hắn lại cảm ứng được đây hết thảy, sự tập trung dồn cả lên huyết phân. Từ bên trong huyết phân tản ra một cỗ ba động năng lượng cực kỳ cường đại, không chỉ có lực lượng tinh thần, mà còn cả lực lượng khí huyết vô cùng tinh thuần, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là lưu diễm huyết phân. Những người khác cũng đồng dạng cảm ứng được, nhưng thấy Lưu Diễm huyết phân đã sớm rơi vào tay Thần Dương, không khỏi hô lên đáng tiếc, đành chấp nhận. Thần Dương vui mừng ra mặt, sau khi liếc nhìn ánh mắt của đám người xung quanh, vội vã bỏ đóa huyết phân vào trong miệng, trực tiếp nuốt sống, tựa hồ sợ bị người khác cướp đoạt. Thần thức Hàn lập đối với những sự việc vừa phát sinh đều cảm ứng rõ mồn một, một, trên mặt hắn lộ ra nét kinh ngạc. Sau khi Thần Dương nuốt vào đóa huyết phân, toàn thân y lập tức nổi lên huyết quang chói mắt huyền khiếu trên thân thể tựa hồ bị huyết quang kích thích, từng chỗ từng chỗ một liên tiếp sáng lên, chớp mắt đã xuất hiện hơn 100 quang điểm. Dưới tình hình này, sắc mặt y biến đổi, thân hình nhoáng lên một cái lập tức bắn ngược về phía sau, giấu mình vào trong huyết vụ. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động, mặc dù động tác của thần dương rất nhanh, nhưng thần thức của Hàn Lập cường đại hơn xa những người khác. Trước khi thần dương rời khỏi phạm vi thần thức của mình thì hắn đã kịp thấy rõ số lượng huyền khiếu sáng lên trên thân y, chi chít dày đặc, có lẽ không dưới 260 mấy điểm. chương 952, thần vật của huyền tu. Thần dương lách mình chui vào sau huyết vụ dày đặc, rất nhanh từng trận âm thanh quái dị chuyển đến, vừa như tiếng rồng ngâm lại vừa như tiếng sấm, liên tục không dứt Không lâu sau, một cỗ khí thức khổng lồ lấy một điểm nào đó làm trung tâm quét tới bốn phương tám hướng, khiến xung quanh vụ hải càng cuộn trào mãnh liệt. Những người còn lại bao gồm cả thạch xuyên không thấy vậy, sắc mặt vội biến. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một luồng tinh quang, xem tình hình này, quả nhiên lưu diễm huyết vân là thần vật. Không lâu sau khi thần dương trực tiếp ăn nó, tu vi thân thể đã tăng lên không ít, hiệu quả còn cao hơn hắn đoán. Nhưng lúc này, thân hình hai người thạch xuyên không và hiên viên hành khẽ động, dẫn đầu rời khỏi đội ngũ, một trái một phải đi sâu vào trong huyết vụ. Ngay sau đó, tôn đầu lướt về một hướng khác, phương thiền như thiên lôi sai đâu đánh đó của gã, tất nhiên cũng theo sát phía sau. Sau khi Hàn Lập nghĩ một lát, thân hình lóe lên, cũng lập tức biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, bên phe đám người Hàn lập nhanh chóng đi sạch. Sắc mặt Chu Tử Thanh nôn nóng, đang muốn rời đi, lại bị huynh trưởng Chu Tử Nguyên kéo lại. Nàng có phần bất mãn định xả bực, tiếng ách quái đã vang lên. Tất nhiên chư vị có thể tìm Lưu Diễm Huyết Vân nhưng đừng tản ra quá xa, tránh đi lạc. Hơn nữa chuyện quan trọng hàng đầu của chúng ta là đi tới cấm địa. So với Thánh Hải, Lưu Diễm Huyết Vân không coi vào đâu, chư vị chớ nên bỏ gốc lấy ngọn. Đám người tôn đồ đáp một tiếng từ xa nhưng không ai quay về. Ách quái thấy cảnh này, khẽ cau mày. Thành chủ, đám người này tham lam thành tính, không chịu quản thúc, thật sự không thể tiếp tục dung túng. Phù kiên hừ lạnh một tiếng, trách mắng. Trước trọng bảo như lưu diễm huyết phân, khó tránh họ động tâm, tùy họ đi. Cũng may nơi này không nguy hiểm gì, không đến mức ngoài dự liệu. Ách quái lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Phù kiên nghe vậy, trong lòng rất mất mãn nhưng không biểu hiện ra mặt nếu các người muốn tìm bảo thì đi đi nhưng đừng đi xa quá. Ngay sau đó, ách quái nhìn về phía đám người Phù Kiên, nói. Đa tạ thành chủ, đám người Phù Kiên, thiệu ưng, chủ tử nguyên nghe vậy mừng rỡ, nói một tiếng, cũng ảo ảo tản ra. Rất nhanh bên cạnh ách quái chỉ còn lại duy nhất lục hoa phu nhân. Sao vậy, lục hoa đạo hữu không đi tìm bảo à? Ách quái nhìn lục hoa phu nhân, hỏi. Lão phu lớn tuổi, một lão già khọm sao tranh được với đám người trẻ tuổi bọn họ hơn nữa dù trong vụ hải tự nó không có tai họa thì đã có nhân họa theo bên người thành chủ vẫn an toàn hơn một chút lục hoa phu nhân nhếch miệng cười cười lục hoa đạo hữu đã nhìn thấu ách quái gật đầu cười nói đi về phía trước chỉ là tốc độ chậm lại không ít lại nói không phải trước đó thành chủ nói lưu diếm huyết phân ở đây không nhiều lắm giờ một lần lại xuất hiện hai đoàn tình huống dường như có chút kỳ quái lục hoa phu nhân lắc đầu nói ách quái nghe thế chỉ cười nhạt một tiếng không nói gì Hàn Lập đi sâu vào trong vụ hải một khoảng rồi ngừng lại, chậm rãi vận chuyển luyện thần thuật, thần thức tiếp tục lan ra một đoạn, cẩn thận cảm ứng bất kỳ động tĩnh gì xung quanh. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, lại có một tiếng gào như tiếng tiếng rồng ngâm vang lên, hiển nhiên lại có người lấy được một đoàn lưu diễm huyết vân, không biết là người phương nào. Hàn Lập nhìn một cái về nơi truyền đến thanh âm, luận phạm vi thần thức dò xét, hắn tin ngoài ách quái mình không thua bất kỳ kẻ nào, sao lại không đạt được một đoàn lưu diễm huyết vân chứ? trong lòng hắn hơi gấp, bước nhanh hơn, thần thức cẩn thận dò xét tình huống chung quanh hơn nữa. Hà, Hàn Lập đi về phía trước hơn nửa khắc, sắc mặt hơi động một chút, nhìn về hướng bên phải trước mặt. Hướng kia là nơi xa nhất thần thức hắn dò xét tới, dường như hiện lên chút chấn động. Bạch ngoài ngoài thân Hàn Lập chấp động, lập tức lướt nhanh về hướng đó. soạt một tiếng, dưới chân hắn bất giác hụt xuống, mặt đất trước đó bỗng lõm xuống, hình thành một vết nứt rộng hơn 10 trượng, dài không biết tới đâu, còn sâu thì không lường được những chấn động kia chính là truyền ra từ sâu trong kẽ đất. Hàn lập không chút do so dự, lập tức lao vào kẽ đất, mấy hơi thở đã xuống tới đáy. Đồng tử hắn co lại, hô hấp cũng theo đó dừng lại. Chỉ thấy hai đoàn lưu diễm huyết phân lơ lửng trong lòng đất như hai con nhặng không đầu, phát ra từng trận huyết quang óng ánh, liên tục tỏa sáng trong chỗ chật hẹp này. Hai đoàn lưu diễm huyết phân, hàn lập mừng rỡ, lập tức đánh về phía một đoàn huyết phân, phất tay bắt lấy, chuẩn bị túm đoàn lưu diễm huyết phân thứ hai. Vào lúc này, tiếng xé gió hiện lên, hai đạo nhân ảnh bổ xuống từ trên, một người trong đó là Phù Kiên, người khác là Đoạn Thông. Ánh mắt hai người sáng lên, cùng nhanh như điện chụp về phía đoàn Lưu Diễm Huyết phân còn lại. Nhưng ngay lúc này, một đạo tinh quang hiện lên, trong nháy mắt cuốn đoàn Lưu Diễm Huyết phân đi, rơi vào tay Hàn Lập. "Sao ra đây, ta có thể cho ngươi rời đi an toàn." Trong mắt Phù Kiên toát ra tia lạnh cực kỳ bén nhọn, sắc mặt Đoạn Thông cũng bất thiện nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập thu hai đoàn lưu diễm huyết phân vào, không để ý đến hai người, thân hình lao vút lên. "Ngươi muốn chết?" Phù Kiên giận dữ, cánh tay nhấc lên, một đạo hắc quang như rắn bay ra từ trong tay áo gá, nhanh chóng lao tới sau lưng Hàn Lập, đâm xuống cực nhanh. Keng một tiếng nổ mạnh giòn tan, một ánh đao màu trắng tách từ trong tay Hàn Lập ra, ngăn lại đạo hắc quang kia. Phù Kiên cười lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động lần nữa, lập tức đạo hắc quang kia bắt đầu uốn khúc, bỗng hóa thành tám đạo hắc quang giống nhau như đúc quay tít một vòng vây quanh Hàn Lập, sau đó đồng thời đâm tới các nơi trên người hắn. Loan đao trong tay Hàn Lập khẽ run lên, cũng hóa thành tám đạo đao mang sáng như tuyết, bổ xuống những hắc quang kia. Cùng lúc đó, trong mắt hắn hiện ra một tầng quang mang óng ánh, cánh tay hắn tinh quang hiện lên, lật tay đảo một quyền đánh ra bên người. Tiếng nổ lốp bốp liên tiếp vang lên, ánh đao và hắc mang đan vào một chỗ, cả hai lập tức biến mất. Mà nắm đấm Hàn Lập va chạm với mũi kiếm màu đen hiện ra từ hư không. Keng một tiếng giòn vang mũi kiếm màu đen bắn ngược về lông mày hàn lập cũng hơi nhíu một cái trên nắm tay hiện ra một vết hằn đỏ nhẹ lui về sau phù kiên thấy một chiêu này của mình bị hàn lập nhìn thấu dễ dàng sắc mặt hơi trầm xuống phù thành chủ thay vì quấy dày tại hạ chẳng bằng tới nơi khác thử thời vận xin lỗi không tiếp được hàn lập cười hắc hắc tiếp đó bạch quang trên thân lóe lên tinh cứu trên tinh nguyệt ngoa đều nở rộ lập tức cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời vừa lúc tránh được một quyền lao tới của đoạn thông Phù Kiên đạp một cái xuống đất, lập tức lao lên đuổi sát, đoạn thông không nói tiếng nào theo ngay phía sau. Ba người một trước hai sau gần như đồng thời bay khỏi kẽ đất. Hàn Lập không muốn xung đột chính diện với hai người ở chỗ này, bại lộ thực lực thật, vừa bay khỏi kẽ đất, lập tức lao tới hướng đội ngũ phía trước. Trong mắt Phù Kiên hiện hung quang, lúc đưa tay muốn làm gì đó, một thanh âm vang lên. Sao thế, Phù Đạo Hiếu đường đường là người đứng đầu một thành, muốn hạ mình làm khó người thanh dương thành ta. Tiếng nói như chuông, sương mù phía trước khẽ động một bóng người đi ra từ bên trong đúng là thần dương lúc này nét mặt gã đầy ánh sáng màu đỏ tuy không biết gã dùng đoàn lưu diễm huyết phân kia mở thêm bao nhiêu huyền khiếu nhưng rõ ràng khí tức phát ra đã mạnh hơn một bậc thần thành chủ nói đùa chúng ta chỉ tìm lưu diễm huyết phân ở gần đây mà thôi xem ra lần này thần thành chủ thu hoạch không nhỏ chúc mừng phù kiên bình tĩnh dừng bước lại nhàn nhạt nói đoạn thông cũng ngừng lại quang mang huyền khiếu trên người lặng lẽ phiêu tán Ngoài ngàn trượng phía trước, Hàn Lập cũng dừng bước, xoay người lại. Thì ra là như vậy, là do thần mỗ suy nghĩ nhiều rồi. Thần Dương cười nhạt một tiếng, nếu thần thành chủ không có gì chuyện khác, phù mỗ cáo từ trước. Phù Kiên nhẹ gật đầu với thần Dương, lại nhìn Hàn Lập một cái, quay người rời đi cùng đoạn thông, rất nhanh biến mất trong vụ hải. Lệ đạo Hữu người không sao chứ? Thần Dương nhìn về phía Hàn Lập, hỏi, nhờ thần đạo hữu đến kịp lúc, Hàn Lập mỉm cười, hơi chắp tay nói, lấy thực lực lệ đạo hiếu, dù ta không hiện ra cũng không có vấn đề gì. Nhưng Phù Kiên là tâm phúc của ách quái, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên xung đột chính diện với y thì hơn. Thần Dương nhắc nhở, Hàn Lập nghe vậy, đuôi lông mày nhếch lên, Thần Dương liếc một cái về phía lồng ngực Hàn Lập, sau khi dặn dò làm việc cẩn thận cũng nhanh chóng rời đi, không vạch trần hai đoàn lưu diễm huyết vân trong ngực hắn. Hàn Lập đứng tại chỗ một hồi, thân hình bay vút về một hướng khác, sau một khắc đồng hồ, tới một nơi tương đối an toàn, hắn lấy hai đoàn lưu diễm huyết phân ra, ánh mắt hơi chấp động. Lưu diễm huyết phân này trong suốt như ngọc, chính là đồ ban thưởng cho người đứng đầu của hội võ năm thành tại huyền thành, lại thêm tiếng, khiếu mẫu thiên lộ có thể khiến tu sĩ trực tiếp thông suốt huyền khiếu. Loại thần vật huyền tu đoạt tạo hóa thiên địa này, đừng nói ở nơi tài nguyên tu luyện thiếu thốn như tích lân không cảnh, dù ở ngoại giới cũng đủ là trí bảo khiến người người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Nhưng khiến hắn có chút kỳ quái là, thần vật như vậy, sao trong vùng rừng này lại có cảm giác đạt được dễ như trở bàn tay. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến người hai thành huyền khôi hướng về đại khư đi. Hàn lập cười khổ một tiếng, không suy nghĩ nhiều, đang muốn ăn vào. ầm ầm một tiếng, lại có một cỗ khí thức cường đại truyền đến từ đằng xa, xen lẫn tiếng rồng ngâm hổ gầm, hiển nhiên vùng bên cạnh lại có người tìm được lưu diễm huyết phân. Ánh mắt hàn lập lóe lên, chợt lắc đầu, lập tức há miệng nuốt hai luồng lưu diễm huyết phân vào người. Có những người khác ở gần đây có ý luyện hóa lưu diễm huyết vân đúng lúc có thể làm yểm hộ cho hắn. Sau một khắc, toàn thân hắn run lên bần bật, tiếp đó làn ra toàn thân lập tức biến thành màu huyết hồng. Hai luồng lưu diễm huyết vân hóa thành một cỗ khí to lớn cực kỳ nóng bỏng, cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Trong bụng hàn lập dường như xuất hiện một đoàn hỏa diễm, liếm láp lục phủ ngũ tạng của hắn. Đau đớn mạnh mẽ xâm nhập tinh thần hắn, dù tinh thần cứng cỏi nhưng hắn cũng nhịn không được, rên một tiếng. Đáng chết, song quyền hàn lập nắm chặt, cố gắng nhẫn nại nhưng trong lòng lại thầm mắng. Sao trước giờ chưa ai nói với hắn, phục dụng lưu diễm huyết phân đau đớn như vậy, thần dương vừa phục dụng nó, tình huống dường như không giống hắn. Nhưng hắn quên, thần dương nuốt một đoàn lưu diễm huyết phân, còn hắn dưới tình thế cấp bách, một hơi nuốt trọn hai đoàn. chương 953, Huyết Môn Hàn Lập còn chưa kịp mắng xong hai câu thì đã cảm thấy trong người như bị rời sông lấp biển, bỗng nhiên lưu diễm huyết phân bộc phát ra một cỗ nóng rực, hóa thành vô số luồng khí nóng trong nháy mắt chảy khắp cơ thể của hắn. Những nơi sức nóng đi qua, phảng phất như vô số đao nhọn khuấy động, kỳ kinh bát mạch cả người đều trở nên phồng to, giống như sắp bị vỡ tung ngay trước mắt. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như một tờ giấy, còn làn da thì lại trở nên đỏ rực, hơn nữa trên người còn nổi lên từng đường gân xanh nhô lên lớn chừng quả trứng gà, không những thế chúng còn di chuyển ngoài thân thể giống như mấy con run, lộ vẻ quỷ dị vô cùng. Khuôn mặt Hàn lập lộ ra vẻ thống khổ dị thường, Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán không ngừng rơi xuống, cả người cũng run rẩy không thôi. Không biết trải qua bao lâu, lực lượng khí huyết trong người hắn chịu ảnh hưởng của cỗ nóng dược này mà toàn lực vận chuyển sôi lên sùng sục, quyền khiếu trên người cũng vì vậy lập tức mở ra, trong nháy mắt đều tỏa sáng. Hàn lập dù là người có ý chí mạnh mẽ, vậy mà lúc này cả người lại có vẻ hơi đờ đẫn. Tuy hắn còn duy trì một tia linh thức nhưng đều dùng để nghĩ cách để bảo vệ thức hải tránh khỏi phải rơi vào mê man thì ngay lúc đó thiên sát chấn ngục công trong người hắn lập tức tự động vận chuyển, tự vận hành dẫn dắt từng dòng nước ấm kia chảy đến các nơi trong cơ thể hắn. Nếu mà lúc này Hàn Lập minh mẫn thì sẽ phát hiện các nơi mà dòng nước ấm kia chảy qua chính là những chỗ huyền khiếu chưa mở được ghi lại trong công pháp. Bụp, 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 từng tiếng âm thanh giống như bắp giang từ trong người hắn truyền ra, những huyền khiếu chưa mở kia dưới sự trùng kích không ngừng của dòng nước ấm bắt đầu dục dịch hé mở. Lần trùng kích dày đặc khiến cho cả người Hàn Lập không ngừng rung động, lắc lư từng cơn đau nhức tê tâm liệt phế không ngừng kéo tới, khiến cho Hàn Lập đột nhiên tỉnh lại. Hắn thầm kêu may mắn, đồng thời liền ý thức được biến hóa phát sinh trong người của mình, trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ. Hắn cố nén đau đớn trong người, rất nhanh ngồi tư thế xếp bằng, vận chuyển thiên sát chấn ngục công, dẫn dắt từng dòng nước ấm trong thể nội trùng kích những huyền khiếu kia. Phụt, ngoài ý muốn của hắn chính là vốn những huyền khiếu có hơi khó đột phá, hiện giờ đã trở nên thông suốt vô cùng, chỉ cần tốn chút công phu, một huyệt huyền khiếu rất nhanh đã được đả thông phanh phanh phanh, từng huyệt huyền khiếu nối tiếp nhau rất nhanh được đả thông, chỉ qua mấy chốc đã đả thông khoảng chừng hai mươi mấy huyệt huyền khiếu giờ phút này cả người hắn có chừng hai trăm sáu mươi ba huyệt huyền khiếu đã tỏa sáng đúng lúc đó luồng khí lực nóng rực trong người hàn lập đột nhiên biến đổi tất cả sức nóng liền rút lui rất nhanh hóa thành một cỗ cảm giác mát lạnh thoải mái dễ chịu tràn ngập trong cơ thể hắn làm cho thần hồn hắn run rẩy không thôi một cỗ cảm giác sảng khoái không cách nào nói rõ xông lên đầu làm hắn khẽ rên, một hồi lâu mới ổn định lại được tâm thần. Chẳng trách lưu diễm huyết phân này được khen là thần vật của huyền tu, thực sự có thể làm cho người ta đột phá nhiều huyền khiếu trong thời gian ngắn như vậy. Mặc dù vẫn có chút không thể tin nhưng sự thật là như vậy, hắn không tin cũng không được. Không biết qua vật này đã thông huyền khiếu có lưu lại tai họa ngầm nào trong người không? Hàn lập không khỏi thầm nghĩ, đang suy xét thì hiện tượng dị thường trên người hắn cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, hơn nữa trong cơ thể cũng khôi phục lại bình thường trong nháy mắt hàn lập không dám khinh thường tiếp tục thúc giục thiên sát trấn ngục công điều tức lại lực lượng khí huyết đang phồng lên trong cơ thể trở lại bình thường sau đó mới đứng lên lao nhanh về phía đội ngũ phía trước tuy là rời đi có hơi lâu nhưng hắn vẫn chú ý đến ám ký nhờ vậy mà hắn không lạc mất phương hướng lúc này lưu diếm vụ hải xung quanh so với trước đó đã mỏng đi không ít một lát sau cuối cùng hàn lập cũng tìm được đội ngũ do ách quái cùng lục hoa phu nhân dẫn đầu có lẽ là họ cố ý đợi đám người tìm huyết phân trở về, mà bước chân dọc đường của Ách quái cùng Lục Hoa phu nhân đều vô cùng thong thả. Ngoại trừ Thạch Xuyên Không, Hiên Viên Hành, Phù Kiên cùng đoàn thông gia, đám người còn lại đã trở về hết. Ách quái thấy Hàn Lập trở về, trên mặt cũng không lộ cảm xúc gì, ngược lại Lục Hoa phu nhân thì lướt nhìn về phía Hàn Lập, rồi cũng rất nhanh quay đầu đi. Lệ Đạo Hữu, cuối cùng ngươi cũng trở về, sao chế vậy? Nhìn bộ dạng của ngươi, thực lực chắc tiến triển cũng không nhỏ a. À. Thần Dương đứng cuối đội ngũ, thấy Hàn Lập trở về liền ra đón. Coi như cũng được, có chút tiến triển. Trước mặt Thần Dương, Hàn Lập không phủ nhận điều gì. Vậy thì tốt, thế nhưng ngươi đừng có chủ quan, nghe nói Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh của Huyền Thành cũng đều đạt được lưu diễm huyết vân, nhờ vậy mà thực lực đại tiến. Nhất là Chu Tử Nguyên, thực lực vốn đã mạnh rồi, so với đám thành chủ chúng ta không thua kém quá nhiều, giờ phút này lại có được lực lượng lưu diễm huyết vân, chỉ sợ tình thế càng lúc càng bất lợi đối với chúng ta. Thần Dương nhẹ gật đầu, chuyển thành truyền âm nói ra. Hàn Lập nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phía Chu Tử Nguyên đứng sát sau lưng ách quái, chỉ thấy ánh mắt của gã từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng về phía trước, trong mắt lộ vẻ chuyên tâm vô cùng. Thạch Đạo Hữu và Hiên Viên Đạo Hữu còn chưa có trở về à, không phải lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Lão phù kiên kia cũng chưa có trở về, vận khí đám Thạch Đạo Hữu chắc sẽ không xấu đến mức đụng phải người này a. À? Hàn Lập đảo mắt nhìn xung quanh một cái, truyền âm nói ra. Chắc không đâu hai bên đó nhóm đi trước nhóm đi sau có lẽ là đang dò xét ở nơi xa nào đó thôi thần dương nói ra dường như vẻ mặt gã cũng không có lo lắng gì mặc dù có hơi lo lắng cho thạch xuyên không nhưng hàn lập không nói gì thêm may mà không bao lâu sau theo tiếng xé gió vang lên hai bóng người một trước một sau từ sâu trong huyết vụ lướt ra chính là thạch xuyên không và hiên viên hành hai người đều lộ ra dáng vẻ ủ rũ hiển nhiên đều không có thu hoạch được gì một lúc lâu sau Phú Kiên mang theo đoàn thông cũng trở về, nhìn khí sắc hai người, xem ra vận khí không được tốt cho lắm, ngay khi nhìn thấy thần dương đang sánh vai đi với Hàn Lập, trong mắt còn ẩn ẩn hiện lên vẻ giận dữ. Hàn Lập đối với việc này, tất nhiên coi như không thấy. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đã trở về đội ngũ, vì vậy ách quái liền đẩy nhanh tốc độ lên đường. Lại qua một canh giờ sau, huyết vụ xung quanh càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc cũng biết mất hoàn toàn. Cảnh quang phía trước liền trở nên sáng rõ một dãy núi liên miên xuất hiện ngay phía trước. Địa thế dãy núi này rất rộng lớn, ngọn núi san sát chập trùng, một ngọn núi tiếp một ngọn, thẳng đến cuối tầm mắt phương xa. Trên những ngọn núi này không có một ngọn cỏ, bầu trời cũng không còn mưa bụi bay phiêu tán nữa, so với khu rừng mưa trước đó, tựa như là một thế giới khác. Mà cố quái nhất là nơi này cho dù mặt đất hay là núi đá, tất cả đều hiện ra một màu đỏ như máu. Giữa núi non trùng điệp còn có mấy con sông hồng lớn chảy xuôi, trong không khí nhộn nhạo một cỗ lực lượng khí huyết chỉ là cỗ lực lượng khí huyết này không có chút cảm giác hôi tanh nào ngược lại làm cho người ta có một loại hương vị ngọt ngào ách quái không có dừng lại chút nào mang theo đám người bước vào trong dãy núi màu máu vượt qua mấy ngọn núi đi vào trong một thung lũng cực lớn ở bên trong núi mấy con sông lớn màu máu ngay ở chỗ này hội tụ lại với nhau hơn nữa ngay chỗ giao nhau của chúng thình lình có một tòa đại điện màu máu cực kỳ cao lớn tòa đại điện này so với những ngọn núi kia không có thua kém gì nhiều chiếm diện tích không nhỏ chừng trăm dặm phảng phất như con cửa thú màu máu đang nằm dạp bên trong thung lũng bên ngoài đại điện có cây ngọc trụ sừng sững thềm ngọc chữ bạc lưu chuyển vầng sáng ẩn ẩn trong đó tỏa ra ức vạn dạng mây màu máu rực rỡ hào quang nhìn tráng lệ không gì sách bằng làm cho bọn người hàn lập dù có kiến thức rộng rãi cũng hơi ngẩn người thật là đại điện hùng vĩ thạch xuyên không nhịn không được tán thưởng hàn lập nhìn đại điện màu máu chợt vẻ mặt không nhịn được mà xẹt qua một tia khác thường nhưng lập tức khôi phục lại bình thường Trước đại điện lúc này có hai phiến cửa đá màu máu, giờ phút này đang đóng chặt, dường như đã phủ bụi không biết qua bao nhiêu năm tháng. Trên cửa đá khắc vẽ vô số phù văn màu máu, còn có đủ loại đồ án, nhìn phức tạp vô cùng, ẩn ẩn hình thành một cái pháp trận. Hàn Lập quan sát cẩn thận pháp trận trên cửa, rất nhanh phát hiện một vài manh mối. Phía trên pháp trận này có phần rất giống tinh thần pháp trận nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, tựa như tinh thần pháp trận cùng với một loại pháp trận nào đó kết hợp tạo thành nó vậy. Trong pháp trận trên cửa đá có 5 vị trí, ở đó là 5 lỗ nhỏ màu đen, hiện ra hình hoa mai, dường như đã chuẩn bị sẵn. Bên cạnh mỗi cái lỗ nhỏ đều ghi hai chữ là 5 cái tên theo thứ tự, Diệp Sát, U Minh, Bích Lân, Kinh Thần, Anh Hoa. Ánh mắt Hàn Lập hơi chấp động, sờ lên hai chiếc chìa khóa trên người. Ách quái nhìn đại điện màu máu, trong mắt nổi lên hào quang nóng bỏng vô cùng, hô hấp ẩn ẩn nặng hơn mấy phần. Thành chủ, Chẳng lẽ đại điện này chính là cấm địa có bộ thánh hài ở trong đó như lời của người đã nói sao? Tôn Đồ tiến lên mấy bước, hỏi, "Đúng vậy?" Ách quái khẽ thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nói ra. "Những người khác nghe vậy, xôn xao một hồi, ông ông nghị luận không thôi." Tôn Đồ nhìn đại điện phía trước, mặt lộ vẻ do dự, chợt tiếp đó tiến lên mấy bước, đi tới trước cửa đại điện, đặt tay lên cửa, trong miệng lẩm bẩm. "Từng đạo tinh quang màu trắng từ trên bàn tay gã phát ra, còn kèm theo từng tia hào quang màu máu, như gợn sóng nhấp nhô, tựa như đang cảm giác cái gì đó. Ánh quái chứng kiến hành động của tôn đồ, lơ đỉnh mà cười lớn. Không sai, quả thật bên trong có khí thức của hài cốt rất là nồng nặc. Một lát sau, tôn đồ thu tay về, từ tốn nói. Tôn thành chủ, lời này của người là có ý gì, chẳng lẽ người đang nghi ngờ thành chủ lừa gạt chúng ta sao? Phù kiên cả giận nói. Vẻ mặt tôn đồ không đổi, lường phù kiên một cái, không nói gì. Tôn thành chủ chưa từng tới đây bao giờ, cẩn thận một chút là chuyện đương nhiên. Hiện tại thông bí thuật dò xét đã chứng minh ách mỗ không nói dối. Nếu những người khác còn chưa yên tâm, thì cứ đến đó thi pháp tra xét thử đi. Ách quái đưa tay ngăn phù kiên lại, từ tốn nói ra. Những người khác nghe vậy, liếc nhìn nhau. Sở dĩ huyền thành chúng ta có thể sừng sững đến ngày hôm nay, đều nhờ có thành chủ che chở. Lời của ngài, thông dư thành và huyền chỉ thành chúng ta tuyệt đối tin tưởng, không giống như những kẻ khác, nghi thần nghi quỷ quả thật là tức cười phù kiên nhìn tôn đồ và thần dương cười lạnh nói tần nguyên bên cạnh cũng vội vàng mở miệng phụ họa ánh mắt thần dương híp lại một cái tỏ ra không có ý kiến không nói gì nếu không có ai muốn dò xét vậy thì chúng ta đừng chậm trễ thời gian nữa động thủ mở cánh cửa cấm địa này đi ách quái quét qua đám người vung tay lên âm điệu mạnh mẽ nói ra bọn người phù kiên vội vã gật đầu chậm đã nhưng ngay lúc đó tôn đồ lại lần nữa lên tiếng tôn đồ đừng có làm càn ngươi chỉ là thành chủ cấp dưới của huyền thành đừng có quên thân phận của mình phù kiên cả giận nói phù thành chủ làm gì phải tức giận như vậy chứ tôn mỗ chỉ có chút chuyện không rõ muốn thỉnh giáo tới thành chủ tôn đồ cười nhạt một tiếng nói ra tôn thành chủ mời nói tính tình ách quái vô cùng tốt một chút tức giận cũng không có mỉm cười nói ra lúc trước ách thành chủ đã từng nói muốn mở cửa cấm điện này cần phải có đủ năm chiếc chìa khóa Bây giờ trong tay chúng ta chỉ có mỗi chiếc chìa khóa trong tay lệ đạo hữu, làm sao mở cửa đại điện này ra được chứ? Chẳng lẽ bốn chiếc chìa khóa còn lại đều trên người của thành chủ rồi sao? Ánh mắt tôn đồ chấp động nói, mươi 954, hố sâu ngũ giác, ha ha, tôn thành chủ xem trọng ách mỗ rồi, ách mỗ cũng giống chư vị, tiến vào đại khư không lâu, há có thể tìm đủ bốn chìa khóa khác. Trên người của ta xác thực có chìa khóa, bất quá chỉ có hai thanh mà thôi. Ách quái mỉm cười, trong tay lóe lên huyết quang, trống rỗng nhiều ra hai chìa khóa màu máu. Hàn lập nhìn hai chìa khóa ông ánh huyết quang trong tay ách quái, con người hơi co rụt lại. Thần dương ở bên sắc mặt cũng hơi động một chút, như vậy, hết thảy chỉ có ba chiếc chìa khóa, vậy phải mở cửa ra như thế nào? Tôn đồ nhìn hàn lập một chút, lông mày nhíu chặt. Phú Kiên và Tần Nguyên liếc mắt nhìn nhau, rồi đều nhìn về hướng ách quái. Chư vị không cần phải lo lắng, chìa khóa sớm đã gom đủ. Thần đạo hiếu, lệ đạo hiếu, đã tới cửa rồi, các người cũng nên lấy chìa khóa trên người ra đi. Ách quái cười ha ha một tiếng, nói với thần dương và hàn lập. Nghe lời này, tất cả mọi người tại đây đều giật mình, nhìn về phía hàn lập cùng thần dương. Kỳ thật ách thành chủ không nói, ta cũng chuẩn bị lấy chìa khóa ra. Thần sắc hàn lập như thường nói ra, ý niệm trong đầu lại nhanh chóng chuyển động. Lúc trước ách quái đột nhiên hiện thân, sau đó không nói hai lời dẫn đầu đám người đi đến nơi này, trong lòng của hắn đã mơ hồ có chút suy đoán, ách quái hẳn là có thủ đoạn gì, có thể biết được chìa khóa trên thân người khác, có lẽ có chút quan hệ với dị động trên người mình lúc tiếp cận chiếc chìa khóa thứ hai. Đang cân nhắc, hắn liền lấy từ chỗ ngực ra hai chiếc chìa khóa màu máu. Thần Dương tựa hồ không cảm thấy lạ với việc trên thân Hàn Lập lại có hai chiếc chìa khóa, trong tay lóe lên huyết quang, cũng nhiều thêm một chiếc chìa khóa màu máu. Thần Đạo Hiếu, Lệ Đạo Hiếu, nguyên lai trong tay các người nắm giữ ba chiếc chìa khóa. Ta đã nói, ách thành chủ quả thật thần cơ diệu toán, hết thảy đều trong dự liệu. Tôn Đồ lắc đầu, vừa cười vừa nói, sự tình chìa khóa có căn hệ trọng đại, vì lý do an toàn, thần ngũ cùng lệ đạo hữu một mực giữ bí mật. Thần Dương có chút áy náy nhìn Tôn Đồ một chút, sau đó chắp tay nói với ách quái. Không sao, người khôi thành bây giờ chưa xuất hiện, cẩn thận một chút cũng là việc bình thường. Ách quái khoát tay nói ra, đa tả ách thành chủ thông cảm, sắc mặt thần Dương buông lỏng, nói ra, nếu năm chìa khóa đã gom góp đủ, vậy mở cửa nhanh đi, không cần lãng phí thời gian của ách thành chủ và chúng ta phù kiên hừ một tiếng tựa hồ rất là khinh thường thần dương và hàn lập lạnh giọng mở miệng nói chờ một chút trước khi mở ra đại môn tại hạ có mấy lời muốn nói một thanh âm vang lên hàn lập bỗng nhiên mở miệng nói ra lệ phi vũ người bất quá chỉ là một tên nô lệ huyền đấu sĩ nho nhỏ ở thanh dương thành giao chìa khóa ra là được nơi này làm gì đến phiên ngươi nói chuyện phù kiên bị hàn lập chen vào nói nhướng mày cười lạnh nói ra ha ha, lệ đạo hiếu có lời gì, cứ nói đừng ngại. Ách quái đưa tay ngăn cản Phù Kiên, nói ra, đa tạ ách thành chủ khoan dung, tại hạ không phải là muốn quấy dày, chỉ là muốn hỏi, sau khi tiến vào cấm địa, bảo vật bên trong sẽ phân chia như thế nào. Hàn lập sờ lên mũi, cười nói, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều yên tĩnh. Trước đó thành chủ đã nói qua, bảo vật trong cấm địa mỗi người đều có phần, vậy liền dựa theo đầu người mà phân chia. Phù Kiên chớp mắt, mở miệng nói ra, Hàn Lập nhìn Phù Kiên một chút, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười, từ chối cho ý kiến. Phù Kiên đạo hiếu, trên đường đi ngươi không xuất ra mảy may khí lực, liền muốn được chia bằng với thành chủ, ngược lại là tính toán khá lắm đó. Thiệu ưng cười lạnh nói, tại hạ nào có ý này, chỉ là đưa ra một phương pháp phân chia mà thôi, thiệu đạo hữu nếu cảm thấy không ổn, có thể đưa ra phương án của ngươi. Phù Kiên có chút thẹn quá hóa giận nói ra, chúng ta có thể tới chỗ này, chính là nhờ có thành chủ dẫn đường, mà lão nhân ra ngài lại có hai chiếc chìa khóa. Đồ vật trong cấm địa, ngài có quyền lấy trước một nửa, nửa còn lại chúng ta sẽ chia. Thiệu ưng sờ lên mặt nói ra, thiệu đạo hữu nói lời này là muốn dựa theo công cán của mọi người để phân chia bảo vật bên trong. Phương pháp này cũng hợp lý, thành chủ một đường dẫn đường, lại có hai chìa khóa, xác thực công cao. Bất quá lệ đạo hữu cũng có hai chiếc chìa khóa, hắn sẽ được chia bao nhiêu. Trong tay tại hạ cũng có một chiếc chìa khóa thì được chia bao nhiêu. Thần Dương nhìn về phía Thiệu Ưng, hỏi: "Cái này?" Thiệu Ưng nhất thời nghẹn lời. "Khụ khụ, người có thể tụ ở chỗ này, công lao không giống nhau, bất luận dựa theo đầu người phân phối, hay là dựa theo công lao phân phối đều khó mà công bằng tuyệt đối được. Theo ý ta, nếu năm thành đều ở đây, không bằng đơn giản chút, chia bảo vật thành 10 phần, Huyền Thành lấy 3 phần, Thanh Dương Thành lấy 2 phần, còn lại 5 phần do ba thành chúng ta chia đều. Còn nội bộ các thành chia như thế nào, liền để các thành tự quyết định." Tần Nguyên bên cạnh một mực không mở miệng, nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều khẽ giật mình, mặt lộ vẻ do dự. Tần Đạo Hữu nói có lý, nếu tranh luận tiếp chưa chắc có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, cứ như vậy đi. Thần Dương sờ lên cầm, đáp ứng. Thạch Xuyên không một bên, lông mày hơi nhíu lại một chút. Sau khi gã tiến vào thích lân không cảnh, ở tại Thanh Dương thành một thời gian ngắn nhưng rất nhanh bị đưa tới huyền thành, nếu nói gã thuộc về một thành nào, thật sự cũng không rõ, Thạch Đạo Hữu không cần phải lo lắng, người mặc dù ở Thanh Dương Thành chúng ta không lâu nhưng chắc chắn là người Thanh Dương Thành ta. Thanh âm thần Dương đột nhiên vang lên bên tai Thạch Xuyên không. Thạch Xuyên không nghe vậy sắc mặt buông lỏng, cảm kích nói cảm ơn một tiếng. Phú Kiên, tôn đồ im lặng một chút, cũng đều gật đầu khen ngợi. Thiệu ưng tựa hồ còn có chút bất mãn, đang muốn mở miệng nói gì đó. Tốt, Tần Đạo Hữu đưa ra phương pháp phân chia rất hợp lý, cứ dựa theo phương pháp này phân chia đi. Ách quái bỗng nhiên mở miệng nói ra, Ách quái nói như thế, Thiệu Ưng liền không nói gì nữa, mọi người đều thống nhất rất nhanh. Tiếp đó mấy người lại thương nghị phương pháp mở cửa. Theo lời Ách quái nói, phương pháp mở cửa cũng đơn giản, chỉ cần đồng thời cắm 5 chiếc chìa khóa vào lỗ nhỏ trên cửa là có thể mở ra. Ách quái giao một chiếc chìa khóa cho Thiệu Ưng, Hàn Lập thì giao một chìa khóa cho Tôn Đồ. Không bao lâu, 5 người Ách quái, Thiệu Ưng, Thần Dương, Hàn Lập, Tôn Đồ tự mình cầm một chiếc chìa khóa trong tay, đứng trước đại môn động thủ ách quái khẽ quát một tiếng chìa khóa trong tay liền cắm vào lỗ nhỏ ghi hai chữ anh hoa kia thiệu ưng đồng thời cắm chìa khóa vào lỗ kinh thần bên trái thần dương thì lỗ bích lân bên phải hàn lập thì lỗ diệp sát bên trái phía dưới tôn đồ thì lỗ u minh năm chìa khóa đều chui vào trong cửa đá toàn bộ cửa đá rung động ù ù đường vân màu máu phía trên đều sáng tỏ huyết quang chiếu xạ lên thân đám người làm cả đám không khỏi nhíu mắt lại vào thời khắc này trong cửa chợt vang lên thanh âm ken két năm chìa khóa chợt chui thẳng vào trong lỗ nhỏ, không thấy bóng dáng. Lập tức trong năm lỗ nhỏ đồng thời chảy ra một đạo huyết quang sền sệt, phảng phất dây thường quấn lấy nhau, hình thành một cái phù văn màu máu to lớn. Sau một khắc, phù văn màu máu chợt chui vào trong cửa đá. Tất cả đường vân cấm chế trên cửa đá chợt lóe lên, rồi biến mất không thấy gì nữa. Hai phiến đại môn kết một tiếng, từ từ mở vào phía trong, lộ ra một lối đi rộng rãi đen nhánh. Đi thôi, con mắt ác quái chấp động, dẫn đầu tiến vào trong cửa. Những người khác nhìn nhau một chút, cũng đều đi theo. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cũng theo đám người bước vào đại môn. Sau khi đám người bước trong cửa đá, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang ù ù. Trong một trận tiếng ma sát to lớn, hai cánh cửa đá kia cũng theo đó chậm chậm đóng lại. Mọi người theo sau ách quái dẫn đầu đi tới, tiến vào chỗ sâu trong thông đạo, không bao lâu liền tới một quảng trường, bốn phía là một mảnh đen kịt. Lúc này, tại mái vòm trên đỉnh đầu, liên tiếp từng viên minh châu to lớn phát sáng lên như những ngôi sao dày đặc trong màn đêm chiếu rọi phía trên mọi người. Hàn Lập đưa mắt nhìn lên chỉ thấy phía trên dạng dỡ tinh quang lại như một dòng ngân hà vắt ngang qua thật giống khi đứng ở đồng hoang ban đêm chỉ cảm thấy tinh tú rọi xuống khắp nơi phía trên có một cỗ ba động của lực lượng tinh thần giống như là trận trận thủy chiều cuốn tới. ngay sau đó ánh lửa từ hai bên vách tường phía xa sáng lên chúng kéo dài thành thành hai đạo hỏa tuyến chiếu rọi vào sâu trong không gian khiến cho cảnh vật bốn phía dần dần hiển lộ trước mắt mọi người. Diện tích quảng trường đá trắng dưới chân mọi người không lớn lắm, đi về phía trước không tới trăm trượng đã bị một rào chắn ngăn trở. Bọn người Hàn Lập đi đến trước rào chắn xem xét, mới phát hiện sau rào chắn là một vực sâu đen kịt không thấy đáy, dưới đó tựa hồ có sương mù dày đặc lan tràn ra, càng có trận trận gió lạnh từ phía dưới bốc lên. Đoạn giữa rào chắn có ba cây cầu đá hình vòm màu trắng, rộng hơn 10 trượng, dài ước chừng trăm trượng, kéo dài thẳng đến một tòa tế đàn to lớn, hình tròn màu trắng tế đàn to lớn rộng chừng ngàn trượng có rào chắn màu trắng bao quanh như một ngọn cô phong hình tròn đứng lặng giữa vực sâu ách quái dẫn đám người đi lên cây cầu đá hình vòm tiến tới tế đàn vừa mới bước vào tế đàn thần sắc đám người nhao nhao biến đổi trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ ngạc nhiên ngay lúc này tất cả đều cảm nhận được một cỗ khí tức huyết nhục cường đại khó tưởng tượng được hàn lập lúc này mới chú ý tới tế đàn này không phải là một bệ đá bằng phẳng ở giữa vậy mà lõm xuống một cái hố hình ngũ giác sâu trăm trược, trận trận khí tức huyết nhục làm người kinh sợ vừa rồi chính là từ trong đó truyền ra. Mà bên ngoài năm cạnh của hố sâu ngũ giác đều có một pho tượng đá lân thú màu đen, hình dạng cổ quái. Chúng có thân hình tựa như con cóc, thân dài phì nộn, trên lưng mọc ra hai cái cánh, đang dương ra theo bộ dạng chuẩn bị bay, cái cổ dài nhỏ hơi mất cân đối, bên trên là một cái đầu khổng lồ tựa như thần lằn đang cúi xuống hố sâu. Hàn Lập nhìn năm pho tượng đá dị thú màu đen cao hơn 10 triệu này, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, tựa hồ sợ bọn gia hỏa này đột nhiên lại trở thành vật sống. Đám người hơi trần chờ, thấy ách quái một mình dẫn đầu đi tới mép hố sâu ngũ giác, mới nhao nhao đi theo, đứng sau rào chắn nhìn xuống dưới hố sâu. Hàn Lập trao mày, chỉ thấy trong hố sâu có một cái huyết trì cúng tế cực kỳ lớn, bên trong có lượng huyết dịch đỏ thẫm lên lên xuống xuống như thủy triều, phía trên bị bao phủ bởi một tầng huyết vụ nồng đậm, bốc ra một tầng sương mù huyết sắc mỏng manh. Nhưng dù sóng máu phía dưới phun trào như thế nào, sương mù phía trên cuồn cuộn như thế nào thì từ đầu đến cuối chỉ bốc lên trong hố sâu, không tràn ra ngoài nửa điểm. Mà càng làm cho Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc chính là, ở chính giữa hố mà sóng máu và sương mù đang dâng lên mơ hồ có thể nhìn thấy từng đoạn từng đoạn bạch cốt óng ánh như ngọc lộ ra, có cái giống như sừng nhọn của một loại dị thú nào đó, có cái thì tựa như bạch cốt đầu lâu mỗi một cái bên trên đều ẩn chứa khí thức huyết nhục vô cùng cường đại. mươi 955, nơi giấu hải cốt, chư vị, ta tin rằng các người đều đã thấy được, tế đàn này chính là bảo tàng chi địa mà chúng ta vất vả truy tìm rồi. Ách quái hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, mọi người nghe vậy liền quay sang nhìn về phía lão, khổ, khổ, ách thành chủ, bí tàng đại khư trong truyền thuyết thật sự là đây sao? Tần Nguyên nhẹ ho hai tiếng, nghi ngờ hỏi, Chư vị có lẽ cũng đều cảm nhận được huyết nhục chi lực ẩn chứa tại đây cường đại đến cỡ nào a, à? chẳng lẽ cái này đối với một đám huyền tu chúng ta còn không phải là thiên đại bí bảo? Huống hồ, bộ hài cốt ta từng đề cập lúc trước cũng nằm trong huyết trì này. Ách quái gật gù nói, nghe được lời này của lão, cả đám người đều không nén được khẽ kinh hô, rồi cùng nhìn xuống huyết trì bên trong tế đàn thêm lần nữa. Ánh mắt thần dương tuy cũng hướng xuống đó như những người khác, nhưng vẫn thủy chung bảo trì một tia cảnh giác. Hàn Lập cũng thử xem xét một chút, nhưng với nhãn lực của hắn mà cũng chỉ thấy tầng tầng bạch cốt trồng chất dày đặc bên dưới lớp huyết thủy cuồn cuộn, không thể nào phân biệt được đâu là khối thi hài mà ách quái nói đến. Ách thành chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ thế xông vào trong huyết trì vớt hài cốt ra? Phù Kiên sau một chút trần chờ liền hỏi, chư vị chớ nên hành động lỗ máng, huyết nhục chi lực ẩn chứa trong huyết trì tuyệt đối hơn xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng, nếu như tùy tiện tiến vào trong đó, chưa bàn đến việc có thể tìm được hài cốt kia hay không, chỉ sợ bản thân sẽ lập tức bị huyết nhục chi lực cắn trả trở thành một nắm xương trắng vĩnh viễn nằm lại trong huyết trì minh mông kia ách quái khoát tay một cái chậm rãi trả lời vậy chúng ta nên làm như thế nào tôn đồ nhíu mày hỏi tiếp huyết trì này vốn được xây dựng bên trên một tòa đại trận huyết tế năm pho tượng quanh đây chính là năm vị trí chủ chốt của trận pháp ta cần tôn đạo hữu cùng mấy vị thành chủ các ngươi thúc giục đại trận cùng với ta từ đó rút ra bộ hài cốt từ trong huyết trì ách quái lại giải thích việc này khụ khụ ách thành chủ khụ khụ tại hạ vẫn còn một điểm khó hiểu không biết thành chủ có thể giải đáp một hai không tần nguyên ho đến nhân cả mặt nhưng vẫn tiếp tục hỏi tần đạo hữu cứ nói đừng ngại ách quái cũng rất bộc trực khụ vậy xin thứ cho tại hạ mạo phạm vẫn biết từ trước đến nay chưa có ai chính thức đi vào trong đại khư này nhưng ách thành chủ lại giống như rất quen thuộc tình huống nơi đây chuyện này rốt cuộc là thế nào tần nguyên liếc nhìn mọi người chung quanh rồi hỏi y vừa hỏi xong thì ánh mắt mọi người trong điện hầu như đều đổ dồn lên người ách quái, hiển nhiên không chỉ mình y có nghi hoặc này. Thực không dám đấu giếm, năm xưa có lần ta một mình ra ngoài thăm dò tích lân không cảnh, từng thu được một tấm văn bia cổ không biết tên, trên đó có ghi lại tình huống bên trong của một bí cảnh. Tuy rằng không có viết đích danh, đại khư, nhưng ta luôn một mực cảm thấy giữa chung có mối liên hệ nào đó. Đến tận hôm nay khi cùng chư vị chính thức tiến vào nơi này, Dọc đường ta gặp được rất nhiều sự tình trùng khớp với những mô tả trên tấm bia, tới lúc này ta mới khẳng định nội dung mà nó thuật lại đều là thật. Về phần chư vị có nguyện ý tin tưởng hay không? Theo ta, nếu đã đến tận đây rồi thì ngại gì mà không thử một lần xem sao." Ách quái chậm rãi giải thích, sau cùng quét ánh mắt về phía mọi người một lượt. Nghe lão nói xong, nội tâm Hàn Lập thầm oán một câu, những lời Ách quái vừa nói có rất nhiều sơ hở, cơ hồ ai cũng có thể đoán là lão chỉ thuận miệng nói ra nhưng đều không thể phản bác bởi vì tất cả đều không nhận biết tình huống nơi này có điều câu nói sau cùng của ách quái không hề sai đã trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được đây liệu có ai nén được sự hấp dẫn mà không thử một lần đây ha ha lời ách thành chủ nói chúng ta sao lại không tin bất luận như thế nào tôn đồ ta khẳng định tin tưởng ngài chỉ là bí cảnh này dù sao cũng chưa ai từng đặt chân đến tốt nhất mọi người nên đồng tâm hiệp lực nhưng trước hết tất cả hãy cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút để xác nhận chỗ này không có cơ quan ám trận gì, chư vị nghĩ thế nào. Thấy mọi người trầm mặc, tôn đồ đột nhiên cười vang nói. Những người còn lại nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên, liền nhau nhau đồng ý. Việc này là đương nhiên, dù tôn đạo hữu không đề cập, tự ta cũng sẽ nói ra. Ách quái vừa cười vừa nói. Vì vậy mọi người liền bắt đầu tản ra, tra xét huyết trì ngũ giác lẫn khu vực xung quanh tế đàn. Hàn lập không hội họp với thần dương, mà tách ra cùng với thạch xuyên không, cả hai đi xung quanh biên giới tế đàn xem xét dọc theo lan can bằng đá thần dương liếc qua bóng lưng hai người hàn lập một chút rồi xoay người đi tới một pho tượng đá màu đen hiên viên hành im lặng theo sau hắn tình huống của các thành còn lại đều là thành chủ cùng thuộc hạ đi thăm dò các pho tượng với vai trò là mắt trận tôn đồ giấu tay trong tay áo đi tới bên dưới một pho tượng ngẩng đầu nhìn lên cái cổ vươn dài của bức tượng trong chốc lát sau đó chạm tay vào thân tượng đá bí mật truyền vào một luồng tinh thần chi lực Phò tượng đứng nguyên tại chỗ không chút suy chuyển, cũng không hề sinh ra nửa điểm biến hóa. Tôn Đồ nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay về phía huyết trì, tay áo chợt mở ra cô lấy một cái, ống tay áo rung lên bần bật. Một luồng huyết phụ ngưng tụ thành một dòng xoáy màu máu, xoay tròn chảy vào trong tay áo gã. Sau một hồi xung động, tay áo gã liền khôi phục nguyên trạng. Một lát sau, thần sắc Tôn Đồ dần dần thả lỏng, gã quay người nhìn về phía phương thiên chỉ thấy thân hình thanh niên mặt heo kia đang dựa cả vào lan can bằng đá nhìn xuống huyết trì thoạt trông như phường dê sổm trông thấy mỹ nhân hoặc như kẻ cơ hàn nhìn thấy một bàn đầy rượu thịt miệng cười tô toét nước miếng trào cả ra ngoài thần sắc vô cùng thèm thuồng thiền nhi tuyệt đối không được lỗ mãng xâm nhập huyết trì này tôn đồ nghiêm túc dặn dò mặt heo ngẩng đầu nhìn gã tràn đầy thất vọng được rồi một lát nữa trong lúc vận hành đại trận người hảo hảo hộ pháp cho ta đợi đến lúc thu thập được bộ hài cốt kia ta sẽ nghĩ biện pháp lấy cho ngươi một đoạn. Tôn đồ thấy thế đành thả lỏng, vừa cười vừa nói. Mặt heo kia nghe vậy lại ngoác miệng cười lớn. Ở bên kia, Phú Kiên đang không ngừng vuốt ve pho tượng đá màu đen, đoạn thông ngập ngừng đi theo sau hắn, dường như đang muốn nói điều gì. Có gì cứ nói, Phú Kiên chợt dừng tay, mở miệng nói. Thành chủ, không rõ tại sao, ta vẫn một mực cảm thấy chỗ này có chút cổ quái, chỉ bằng lát nữa để ta thay ngài thúc giục đại trận. Nếu như có xảy ra biến cố, ngài hãy thi pháp cứu ta, dù sao cũng dễ dàng hơn là ta cứu ngài. Đoạn thông lúc này mới thấp giọng nói ra, hiếm khi thấy người chịu động não a, à, lại còn nghĩ ra phương pháp như vậy. Phù kiên dường như có chút bất ngờ, trần chờ một lát rồi lên tiếng. Đoạn thông đang muốn tiếp tục nói gì đó thì trong thức hải đã vang lên thanh âm của phù kiên. Ách quái yêu cầu đích danh năm tên thành chủ đồng thời nhập trận, khẳng định là đã có tính toán, như thế nào lại đồng ý để cho người thay thế ta đây. Huống hồ, trận pháp này không hề tầm thường, chỉ với chút tu vi của ngươi căn bản không đủ. Đoạn thông sau khi nghe xong, cúi đầu xuống trầm mặc. Được rồi, đừng quá căng thẳng, ta không phải là không chuẩn bị hậu thủ, người chớ nên lo lắng quá nhiều. Phù kiên vỗ vỗ bả vai trấn an đoạn thông, đoạn thông sau khi nghe xong, ánh mắt ngưng lại một chút, hơi gật đầu. Tần Nguyên một mực quan sát hành động của mọi người, chợt liếc nhìn phù kiên ở phía xa một cái, rồi hai bên khẽ gật đầu với nhau gã đã vận dụng nhiều thủ đoạn xem xét qua tượng đá cùng huyết trì rồi mà không phát hiện chút dị thường nào, vì vậy lại đi quanh pho tượng thêm một vòng, cẩn thận tra xét dưới mặt đất, nhưng cũng đồng dạng không có thu hoạch. Hàn Lập vẫn một mực đi dọc theo lan can tế đàn, gặp cây cột đá nào hắn cũng dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, cảm thụ hoa văn đồ án khắc họa trên đó. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, động tác chợt ngưng, quay người lại, vừa lúc bắt gặp Chu Tử Thanh đang đi tới, không rõ vì lý do gì, Ngươi chính là lệ phi vô A, ca ca của ta nói gã nhân tộc ngươi không hề đơn giản, ta lại nhìn thế nào cũng không giống A. Chu tử thanh vượt qua thạch xuyên không sau lưng hàn lập, tiến lên nói chuyện với hắn. Lệnh huynh nhìn lầm rồi, tại hạ chỉ là một nhân tộc bình thường, nào có đáng được huynh muội hai vị coi trọng. Hàn lập mặt không biểu tình nói, mặc kệ đại ca ta nói sao, ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú với ngươi, một gã nhân tộc lại có thể tu luyện tới trình độ này, đích xác không đơn giản, chỉ với điểm này thôi thì ngươi đã rất. Đặc biệt rồi, Chu Tử Thanh một tay chống cằm, khẽ gật đầu nói. Người ở chỗ này huyên náo hàm hồ cái gì, còn không mau quay về. Chu Tử Nguyên vừa rồi chỉ một mực chú ý đến huyết trị ở tế đàn, đến lúc phát hiện ra thì Chu Tử Thanh đã không còn bên cạnh, y vội vàng chạy tới. Tuy y cao giọng khiển trách, nhưng ngữ khí không có nặng nề, hiển nhiên mười phần nuông chiều vị muội muội này. Chu Tử Thanh thức thì ngượng ngùng cười cười, lại làm ra mặt quỷ, níu lấy ống tay áo của y, bước đi hàn lập thấy một màn như vậy khóe mắt không khỏi có thêm chút nét cười nhớ năm xưa ở nơi thôn sơn bé nhỏ trong đám năm người huynh đệ tỉ muội hắn thân thiết với tiểu muội nhất chỉ là trên con đường tu tiên đằng đắng vô tình hình bóng tiểu muội trong trí nhớ của hắn đã trở nên mơ hồ chu tử nguyên hơi áy náy khẽ gật đầu với hắn mang theo muội muội rời đi ở một góc khác thần dương tuy sắc mặt như thường nhưng đôi mắt liên tục chấp động nhìn tới nhìn lui tựa hồ trong lòng có chút lo lắng y dạo qua một vòng quanh pho tượng bên cạnh rồi chợt dừng lại. Thành chủ, hiên viên hành trao mày, không nhịn được hô lên, thần dương hơi sững người, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, liếc nhìn hiên viên hành, tuy nhiên không nói gì. Chỉ thấy y đi tới bên cạnh lan can bằng đá, nhìn xuống huyết chỉ bên dưới trong phút chốc, rồi chợt thu bàn tay vào trong tay áo, rồi lại duỗi ra kèm theo một cây đoàn mâu màu vàng đất, bề mặt có khắc họa những đường vân như tia chớp. Y đột một phung cánh tay lên, cây đoàn mâu liền lóe lên bạch quang, xuyên qua khe hở của lan can, phóng vào trong huyết trì. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, cây đoàn mâu màu vàng đất nổ tung tại chính giữa huyết trì, hóa thành một lôi cầu màu trắng lớn gần trượng, ầm ầm rung động. Điện quang như tuyết bạo liệt giải khai, đánh tan một mảng lớn vũ khí huyết sắc, một làn khói mỏng bốc lên, nhưng thủy chung không ra khỏi huyết trì. Mọi người bị tiếng nổ làm cho kinh sợ, nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy huyết dịch trong huyết trì rõ ràng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều, từng đợt huyết lãng ập lên tường đá xung quanh như sóng vỗ bờ làm bắn lên từng trận bọt nước. Thần Dương, người vừa làm gì?" Tần Nguyên trách mắng, "Không có gì, chỉ thử xem bên trong huyết trì có cái gì cổ quái hay không mà thôi." Thần Dương bình tĩnh trả lời, Ách quái chỉ đánh mắt sang liếc một cái rồi thu hồi, tập trung nhìn về pho tượng phía trước lão. Ba người Thiệu Ưng đứng phía sau lão không nói một lời. Trong giây lát, huyết lãng vừa xuất hiện trong huyết trì đã bình ổn lại, không phát sinh thêm điều gì dị thường. Chương 956, vào huyết trì. Được rồi, chư vị thử cũng đã thử, xem cũng xem rồi, nếu không phát hiện chỗ nào không ổn, chỉ bằng tới đây bàn xem thúc giục pháp trận lấy hải cốt ra như thế nào. Dù sao chúng ta phải trải qua hàng ngàn cực nhọc mới tới chỗ sâu trong đại khư này, đâu thể xem một chút rồi thôi. Mặc dù thần sắc trên mặt ách quái vẫn lãnh đạm như trước, nhưng rõ ràng ngữ khi nói chuyện có phần không kiên nhẫn. Lời vừa nói ra, đám người tần nguyên kể cả thần dương, tôn đồ cũng không tiện tiếp tục mượn cớ kéo dài. Dù sao thi triển thủ đoạn dò xét một phen, xác thực không tìm ra chỗ nào bất thường. Sau khi nhìn nhau vài lượt, cả bọn vội tụ tập đi tới chỗ ách quái. Lúc này Hàn Lập và Thạch Xuyên không đã vây quanh một bên khác của tế đàn, xa xa thấy nơi đó cũng có ba cầu đá hình vòng màu trắng, vắt qua vực sâu quanh tế đàn, thông tới chỗ sâu trong không gian này. Nơi đó chìm sâu trong bóng tối, không có ánh lửa chiếu rọi, căn bản không thể nhìn rõ. Hai người Hàn Lập nghe tiếng ách quái gọi, lập tức dừng bước, sau chút do dự cũng quay về xem ra tất cả mọi người đều không phát hiện pháp trận tế đàn này có chỗ nào không ổn à mà đủ chuyện ta trải qua lúc trước cũng có nhiều chỗ khớp với hiện giờ vậy nên ta xem nội dung ghi chép trên tấm bia đá kia thấy hơn phân nửa đều là thật không bằng chúng ta cứ dựa theo phương pháp ghi trên đó thúc giục tế đàn một chút thấy mọi người tề tụ một chỗ ách quái mở miệng nói khụ khụ nếu vậy xin phiền ách thành chủ báo cho chúng ta biết rốt cuộc trận pháp nên thúc giục thế nào tần nguyên mở miệng nói cái đại trận huyết tế này tổng cộng có 5 trụ cột, cần 5 người đồng thời thúc giục. Sở dĩ cần mấy vị thành chủ cùng vào trận với ta chủ yếu là cân nhắc đến tu vi tinh thâm của chư vị, khí lực đủ mạnh mới chịu được áp lực mạnh mẽ khi đại trận vận chuyển. Những người còn lại thì hộ pháp bên cạnh, như vậy các thành đều góp sức, về sau chia đều cũng có phần tương đối công bằng. Sau khi ách quái suy nghĩ một chút, nói vậy, mọi người nghe xong, không ít người chân mày cao lại. Trong khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng nói, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Ách quái thấy vậy cũng không mở miệng dục nhưng ánh mắt từ từ đảo qua người bốn gã thành chủ tôn đồ, thần dương. Ách thành chủ, khi pháp trận này vận chuyển có nguy hiểm gì, mong ngài có thể nói rõ, tốt xấu gì chúng ta có thể có cái chuẩn bị, không đến mức khi thật sự xảy ra chuyện lại tự loạn trận cước. Tôn đồ sau một chút trần trừ, dẫn đầu mở miệng hỏi. Các loại cơ duyên tạo hóa của tu sĩ chúng ta vốn là cầu trong hiểm nguy. Lại nói, thay vì bảo là mạo hiểm, không bằng nói là một mốc cơ duyên lớn, phải xem các vị có thể nhận được bao nhiêu. Khóe miệng ách quái cong lên, từ chối cho ý kiến nói. Không biết ách thành chủ có thể chỉ giáo được không? Phù kiên nhíu mày hỏi, đám người hàn lập nghe xong, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Theo ta đoán, thời khắc đại trận huyết tế này vận chuyển sẽ có lượng lớn lực lượng huyết nhục hóa thành huyết vụ nồng đậm tràn ra từ trong huyết trì. Năm người thân ở trong trụ của trận chính là canh gác thông đạo huyết vụ đi qua, giống như một người giữ quan ải nghinh đón thiên quân vạn mã sông tới. Lúc huyết khí tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt chính là lúc chư vị tiếp nhận cỗ lực lượng này quán thể. Ách quái quay đầu nhìn thoáng qua tế đàn, nói, nói như vậy, chỉ cần thân người ở vị trí trụ cột của trận là có thể thu nạp lực lượng huyết nhục trong huyết trì, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Trong mắt phù kiên thoáng hiện nét nghi ngờ, hỏi vội. Phần lớn mọi người ở đây đều có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có trong mắt thần dương và hàn lập có phần lo lắng âm thầm, nhưng không nhiều lời. Tôn đồ cũng cao mày, không tin hết lời lão kia nói. Với huyết trận này, bản năng hàn lập cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nhất là loại thuật quán thể này tất có nguy hiểm không nhỏ, cho nên hắn vốn không định lẫn vào. Đồ vật khiến hắn thực sự thấy hứng thú không có ở đây, mà rất có khả năng ở sau ba cầu đá hình vòm bờ bên kia, thứ ẩn dưới bóng tối trong cửa đá. Lời phù đạo hữu nói không sai. Nhưng đến lúc đó nhất định phải chịu đau đớn cực lớn, mong chư vị cố gắng chịu đựng một chút, nhất định phải đợi đến khi bộ hài cốt kia bị lực lượng đại trận đẩy trồi lên mặt nước. Ách Quái nhẹ gật đầu, nói: "Lực lượng huyết nhục quán chú trong cơ thể đúng thực có phần rất tốt. Nhưng nếu trận pháp này vận chuyển, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, thân thể giống như ao nhỏ của chúng ta sao có thể có thể thu nạp lượng lớn lực lượng huyết nhục trong huyết trì. Đến lúc đó nếu không thể ngừng lại, vậy chính là tai họa nước biển chảy ngược phá hủy con đê." Tôn Đồ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Đám người Tần Nguyên nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, theo đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía ách quái. Điểm này chưa vị cứ yên tâm đi, năm pho tượng là trụ cột của trận này liên kết với nhau, không chia chính phủ. Khi một người trong năm người chúng ta không chịu nổi lực lượng quán thể, lực lượng huyết nhục dư thừa sẽ chia đều cho những người khác, từ đó đạt đến cân bằng cho năm trụ cột của trận. Nếu thật tới tình trạng sụp đổ không chống nổi thì cả năm người chúng ta đồng thời không chịu được, bạo thể mà chết." Ách quái lơ đánh nói, nói như vậy, đúng là mạo hiểm không nhỏ, trong lòng tôn đồ không thôi do dự, vẫn nói tiếp. Tôn thành chủ, muốn thu được cơ duyên mà một chút mạo hiểm cũng không có, cái này có phần mất bản sắc kiêu hùng của ngươi rồi. Nếu thật sự cảm thấy khó xử, vậy cũng dễ xử lý, nhưng cơ hội này cho ta cũng không sao. Thiệu ưng bỗng nhếch miệng cười một tiếng, nói, trong số mọi người ở đây mà đủ tư cách vào trong đại trận, ngoại trừ mấy vị thành chủ chỉ còn mình gã. Tôn đồ nghe lời đó, lông mày giãn ra cười to nói ha ha thiệu trưởng lão nói đùa chỉ là trong lòng tôn mỗ có chút lo ngại nhưng không đến mức kinh hãi không tiến không dám vào trận chư vị yên tâm thật sự tới lúc năm người chúng ta đồng thời kiệt quệ ta tự sẽ dẫn mọi người cùng lui trận chỉ cần chư vị làm như ta nói thì có thể cam đoan mọi người không sao nói như vậy chư vị còn điều gì nghi hoặc ách quái cười hỏi mọi người nghe xong đều xì xào bàn tán rồi một hồi rối rít bày tỏ không còn nếu như vậy, mời chư vị nhớ pháp chú thúc dục trận và pháp chú lui trận ta đọc, sau khi thuộc, chúng ta bắt đầu vào trận." Ách quái gật gật đầu, lại nói: "Rồi sau đó, lão không có bất kỳ ý tứ che giấu nào, trực tiếp nói pháp chú thúc dục pháp trận trước mặt mọi người. Một lát sau, Ách quái vung tay lên, ra lệnh một tiếng, vào trận. Tiếng nói vừa dứt, năm vị thành chủ đồng thời tung người lên, chia nhau hạ xuống đỉnh đầu năm pho tượng. Đám người hàn lập dưới chỉ thị của Ách quái Vội vàng kéo giãn khoảng cách với trung tâm huyết trì, vây xem từ xa. Chỉ thấy tất cả năm vị thành chủ đều khoanh chân ngồi xuống, cả một đám tay kết pháp quyết, môi khẽ mở, trong miệng ngâm tụng chú thúc trận pháp. Lúc đầu, toàn bộ đại trận huyết tế không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng theo từng tiếng ngâm tụng không ngừng vang lên, huyết trì trong tế đàn bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, xương mù bên trong bắt đầu từ trung tâm tản ra năm cạnh, năm góc xung quanh, lộ ra mảng lớn bề mặt huyết trì. Mà trạng thái bề mặt lộ ra không yên ả rất nhiều bong bóng khí chừng quả đấm bốc lên, ục ục, lên trên. Cùng lúc đó, năm pho tượng dưới thân năm người kia bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong lòng Hàn Lập vẫn đề phòng năm pho tượng, cho nên là người đầu tiên phát hiện ra. Hắn khẽ nhíu mày nhẹ a à một tiếng, liền thấy bên ngoài pho tượng dưới người thần dương nổi lên một tầng đường vân tinh mịn, nếu không nhìn kỹ thậm chí sẽ nghĩ đó là vảy trên người pho tượng. Theo tầng đường vân kia sáng lên một tầng quang mang đỏ tươi thì mọi người còn lại mới phát hiện. Đó là một tầng phù văn rất nhỏ, hơi giống phi tinh phù văn. Khi phù văn trên tất cả pho tượng sáng lên, con mắt năm pho tượng bỗng mở ra, lộ ra quang mang đỏ tươi khát máu. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm truyền đến từ lòng đất, cả tế đàn đều hơi chấn động. Huyết dịch trong huyết chỉ lập tức như sôi trào lên, tỏa ra bong bóng khí cực lớn, cuồn cuộn kịch liệt, sương mù nồng đậm tuôn về phía năm cạnh góc cũng bắt đầu hiện ra hình xoắn ốc, điên cuồng phun lên. Chỉ thấy miệng máu pho tượng kia mở lớn, sương mù huyết sắc dồn dập chảy vào bên trong trong chốc lát trên đỉnh đầu năm pho tượng đồng thời hiện lên một ngũ mang tinh trận từ đó sáng lên một cột sáng huyết sắc bao trùm năm thành chủ trong đó kể cả ác quái gần như cùng lúc trong miệng năm người phát ra một tiếng hú dài tầng lớn xương mù huyết sắc tuôn mạnh theo thất khiếu tai mắt mũi miệng chui vào cơ thể họ khiến làn da họ lập tức biến thành màu huyết hồng trong lúc mọi người kinh ngạc quang mang phù văn trên người năm pho tượng càng phát mạnh trên cánh chúng phát ra một mảnh quang mang huyết sắc huyết tán về tới bốn phía liên kết với nhau, khởi động một màn sáng, bao lấy toàn bộ xung quanh huyết trì. Cái này là, đoạn thông thấy thế, có chút kinh ngạc nói. Không cần lo lắng, chỉ là kết giới bảo hộ khi đại trận vận chuyển mà thôi. Sau khi các vị thành chủ dừng vận chuyển đại trận, nó sẽ tự biến mất. Thiệu ưng liếc mắt nhìn gã, nói. Sắc mặt thiếu niên mặt heo phương thiền lúc này chăm chú hiếm thấy, đứng sau pho tượng chỗ tôn đồ cách màn sáng, chừng lớn hai mắt đánh giá bên trong, chỉ thấy lượng lớn huyết vụ tràn ra từ đỉnh đầu pho tượng lại hòa nhập vào cơ thể năm vị thành chủ. Con mắt năm người họ đã biến thành một màu đỏ máu, xung quanh hốc mắt ngưng kết ra lượng lớn tinh thể huyết sắc, thoạt nhìn giống như rất nhiều vải đỏ máu sinh ra. Thực sự cảm nhận được thứ kia không ngừng hòa nhập vào lực lượng trong cơ thể, thần sắc trên mặt mỗi người đều có chút tương tự. Vừa khẩn trương, lại hưng phấn, vừa đề phòng, lại vừa chờ mong. Sắc mặt thần dương ngưng lại, nhắm hai mắt cẩn thận cảm thụ một lát, phát hiện tuy tầng kết giới này bao phủ họ và cả huyết trì, nhưng không có lực lượng giam cầm nào, lúc này tâm tình lo lắng mới buông xuống vài phần. Tôn đồ ở xa xa cùng gã liếc nhau một cái, im lặng gật nhẹ đầu, hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, tự nghĩ nếu khi xảy ra biến cố cũng có thể tùy lúc thoát khỏi ràng buộc của đại trận. Gã lại tiếp tục thúc giục đại trận, hai người phù kiên đều trước sau làm thử nghiệm như vậy, thần sắc trên mặt an tâm một chút, bắt đầu toàn tâm thúc giục đại trận, cảm thụ được cỗ lực lượng mạnh mẽ kia không ngừng tiến vào thân thể chương 957, lân hống thủ vệ, lên, một lát sau, chỉ nghe thấy trong miệng tần nguyên phát ra một tiếng hét dài, trên mặt trở nên đỏ bừng, hai mắt lão trợn lên, vẻ mặt rất thoải mái, không còn vẻ đau ốm bệnh tật trước đây. Quần áo trên người lão không gió mà bay, tay áo bay phất phới, hơn nữa bên ngoài người nổi lên lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng, ngoại trừ trong đó có hơn 200 hào quang ngoài ý muốn ngưng thực ra, thì còn lại đa số là hào quang hư ảo. Dị tướng bên này vừa mới sinh ra, thì bên kia cũng nổi lên dị tướng. Cả người thần dương cũng nổi lên điểm sáng dày đặc, đồng dạng ở trong đó ngưng thực hơn 200 chỗ, còn đa số khác thì lại là hào quang hư ảo. Tiếp đó, Phù Kiên và Tôn Đồ cũng trong tình trạng giống họ, chỉ có ách quái xuất hiện dị tướng sau cùng lại không giống thế. Mặc dù trên người lão cũng nổi lên hai loại điểm sáng hư thực nhưng điểm sáng thực nổi lên thì có hơn 800 chỗ. Đây là, con mắt hiên viên hành trận tròn, thì thào lẩm bẩm Lông mày hàn lập cũng nhíu lại, hắn đã có đoán tới chuyện này chẳng qua vẫn cảm thấy có chút kỳ quái lệ huynh điểm sáng nổi lên từ trên người những người này làm thế nào cũng đều thấy khớp với huyền khiếu của bọn hắn vậy chẳng lẽ những thứ này đều là huyền khiếu bọn hắn đã mở ra sao bỗng nhiên thạch xuyên không truyền âm hỏi số lượng nhiều như thế không thể nào đều là huyền khiếu được chẳng qua theo như ta suy đoán những điểm sáng ngưng thực kia hẳn là huyền khiếu mà bọn hắn đã mở ra rồi còn những điểm sáng hư ảo kia thì chưa được đả thông chỉ là, nói đến đây, Hàn Lập ngừng lại, trầm ngâm, chỉ là cái gì, Thạch Xuyên không nghi ngờ nói. Không biết Thạch Huynh còn nhớ hay không, năm đó chúng ta vừa mới gặp được thần Dương, gã từng nói số lượng huyền khiếu trên người ách quái đã được lão đả thông có hơn một ngàn chỗ, nhưng nơi này nhìn cũng chỉ có hơn tám trăm chỗ, chuyện này có hơi cổ quái. Hàn Lập trầm ngâm nửa ngày, trả lời, chẳng lẽ năm đó gã cố ý lừa gạt cũng như muốn làm cho chúng ta sợ hay sao? Dường như Thạch Xuyên không nghĩ tới điều gì, chuyện này cũng không rõ cho lắm, đợi lúc nữa hỏi lại thần dương là biết, ánh mắt hàn lập rơi trên người thần dương, chậm rãi truyền âm nói. Trong khi hai người bọn hắn đang nói chuyện, thì năm người trong đại trận lại cùng lúc phát ra một tiếng hét to. Trong tình trận dưới người bọn họ bỗng nhiên nổi lên hào quang màu máu rực rỡ, rồi bao phủ mấy người bọn họ vào trong đó. Trên mặt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ dữ tợn giống như đang phải thừa nhận đau đớn gấp bội hơn trước. Đám người bên ngoài thấy thế, sắc mặt đều thay đổi, liền nhanh chóng nhìn về phía thành chủ của mình. Ánh mắt hàn lập dao động giữa thần dương và ách quái, ánh mắt không khỏi nhảy một cái, trong lòng kinh nghi không thôi. Chỉ thấy những huyền khiếu trong trạng thái hư hóa trên người hai người kia, lúc này đã có một ít bắt đầu bị hào quang màu máu chiếm cứ, hơn nữa hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng điểm từng điểm từ hư chuyển thực. Cùng lúc đó, khí tức trên người mấy người này cũng rõ ràng liên tiếp tăng lên, thoạt nhìn như đã lấy được lợi ích thật lớn. Đám người xung quanh kinh hô liên tục, trong mắt đám hiên viên hành càng toát ra vẻ hâm mộ không che giấu chút nào. Dầm dầm, trong huyết trì tế tự, dường như máu tươi trở nên sôi trào lên, càng nổi lên quay cuồng dữ dội. Đại lượng huyết dịch hóa thành xương mù rồi bị chính năm pho tượng hút vào. Mặt ao cũng bắt đầu từ từ hạ xuống, rất nhiều xương cốt trắng muốt bị vùi lấp trong đó cũng dần dần hiển lộ ra. Cứ theo như vậy thì cỗ thi hài đang chìm dưới huyết trì núi lên mặt nước sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng lẽ thật sự ta đã quá lo lắng rồi sao? Hàn lập âm thầm trầm ngâm nói ra, ánh mắt của hắn trần trừ đảo quanh thân thể năm người kia trên huyết tế đại trận, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn, liền thầm nghĩ trong lòng mình có phải quá mức cẩn thận hay không. Thạch huynh, ta muốn đến hậu điện để quan sát một chút, người tạm thời lưu lại ở chỗ này, cũng như chú ý động tính của đám người này. Nếu ở đây có biến, thì đừng nên liên lụy vào trong đó, cứ tận lực khoanh tay đứng nhìn, chờ ta trở về. Hàn lập suy nghĩ một lát, truyền âm nói, Thạch xuyên không nghe vậy sướng sờ, truyền âm hỏi ta nói lệ vinh ngươi cảm thấy nơi này sẽ có khả năng sinh biến sao sao không cho ta đi cùng tình huống trong hậu điện như thế nào còn không biết được ngươi không cần phải mạo hiểm đi với ta huống hồ nơi này cũng cần ngươi để mắt giúp ta ta nói nơi này có biến chỉ là để đề phòng vạn nhất cũng chưa chắc sẽ có huống hồ quan hệ hai người chúng ta thân thiết như vậy nếu mà rời đi cùng lúc thì sẽ làm cho người khác nghi ngờ rất dễ sinh ra phiền toái không cần thiết hàn lập biết thạch xuyên không lo lắng nói ra thạch xuyên không nghe vậy mặc dù không có hoàn toàn tán đồng nhưng vẫn gật đầu đồng ý hàn lập nhẹ gật đầu với y rồi quay người vòng qua bên ngoài màn sáng huyết trì đi về phía ba tòa cầu đá sau hậu điện lệ đạo hữu người muốn đi đâu hàn lập vừa mới đi được mười mấy bước liền bị thân hình của thiệu ưng mơ hồ một cái ngăn trước người hắn thạch xuyên không đang muốn tiến đến thì lại bị hàn lập truyền âm ngăn lại năm vị thành chủ đều đang thúc giục huyết tế đại trận ở chỗ này ta thì lại không giúp đỡ được cái gì đành phải tự mình đi dạo một chút, có vấn đề gì không? Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi, lúc này là thời khắc mấu chốt vận chuyển đại trận, không được sơ suất chút nào. Theo ý ta, Lệ Đạo Hữu nên an tâm hộ pháp thành chủ của ngươi đi, không nên đi loạn thì tốt hơn. Vẻ mặt Thiệu Ưng vốn nhìn đã tham lam nham hiểm, giờ phút này bề ngoài cười nói nhưng trong lòng không cười, càng làm cho người khác sinh ra cảm giác chán ghét. Thành chủ chúng ta đã có Hiên Viên Đạo Hữu và Thạch Đạo Hữu cùng nhau hộ pháp, không cần Thiệu trưởng lão phải nhọc lòng hàn lập nhịn lại nói ra tuy thế cũng không thể đi loạn khắp nơi được vạn nhất không cẩn thận phát động cơ quan nào đó ảnh hưởng đến vận chuyển của đại trận chẳng phải ngươi chết muôn lần còn chưa hết tội hay sao thiệu ưng vẫn không chịu nhượng bộ nói ra thiệu ưng ngươi không cần phải ở không mà đi gây sự người khác sợ ngươi ba phần chứ ta thì không cùng lắm thì chúng ta phân chia sinh tử ngay ở chỗ này cũng như xem thử màn sáng huyết trận kia có đủ chắn chắc hay không hàn lập cười lạnh một tiếng liếc qua huyết trì, thấp giọng hỏi. Chiến đấu với Hàn Lập, hiển nhiên Thiệu ưng không sợ, chỉ là gã mà động thủ thì Hiên Viên Hành và Thạch Xuyên không chắc chắn sẽ đến hỗ trợ. Huynh muội Chu Tử Nguyên khẳng định cũng không khoanh tay đứng nhìn, còn về đám người ba thành còn lại có thể sẽ sống chết mặc bay, mà cũng có thể cuốn vào. Vậy thì thật sự biến thành một trận hỗn chiến rồi. Đối với kết quả như vậy cũng không lo lắng cho lắm, gã tự nghĩ trong cơn tức giận sẽ giết sạch đám tiểu tạp trùng này được. Chỉ sợ vạn nhất ảnh hưởng đến huyết trận vận chuyển, đến lúc đó thành chủ sẽ truy cứu trách nhiệm, sao gã có thể chịu được nổi. Tốt nhất ngươi đừng gây ra chuyện, nếu không, ngữ điệu uy hiếp thiệu ưng còn chưa dứt lời, hàn lập liền nhẹ nhàng ném một câu hiểu rồi, chợt lách qua người gã. Tốc độ hắn cực nhanh, trong lúc nhất thời khiến cho thiệu ưng không kịp phản ứng, thân hình vội vàng lóe lên kéo giãn khoảng cách với hàn lập, nhưng khi nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt gã liền nhiều thêm một phần ngưng trọng. Hàn lập không để ý đến thiệu ưng, tự mình đi tới chỗ ba cây cầu đá vòm, Trận xung đột nho nhỏ vừa rồi cũng không dẫn đến chú ý quá nhiều người, dù sao phần lớn đám người đều tập trung chú ý trên người năm vị thành chủ trên tòa huyết trận kia. Chu Tử Thanh đứng sát bên người Chu Tử Nguyên, đôi mắt đẹp của nàng quan sát về phía bên này, trong mắt lộ vẻ hiếu kỳ vô cùng. Bên cạnh họ không xa, Lục Hoa phu nhân cũng đang nhìn về bóng lưng đã xa của Hàn Lập, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, thì thào lẩm bẩm, đến tột cùng tiểu tử này đang có ý đồ gì đây? Thế nhưng nghi hoặc chỉ là nghi hoặc Lão vẫn còn phải quan sát biến hóa của huyết trận, đương nhiên sẽ không đi theo hắn. Ba cây cầu đá vòm phía sau, bất luận chất liệu hay là kiểu dáng đều hoàn toàn giống như ba cây cầu phía trước. Hàn Lập vẫn như cũ bước qua cây cầu đá vòm ở giữa, rất nhanh liền đi tới bờ bên kia. Bờ bên kia cầu đá cũng đồng dạng là một mảnh quảng trường bằng phẳng, diện tích không tính quá lớn, phía trước có hai cánh cửa khổng lồ. Bên này không có ánh lửa nên tối tăm vô cùng. Hàn Lập bằng vào thị lực cường đại mới có thể nhìn trên cánh cửa đá phía trước mặt có điêu khắc một pho tượng giống như man sư, trên đầu mọc sừng nhọn, còn trên mặt chạm khắc lân phiến. Chỉ thấy dọc theo một đường từ sừng nhọn đến mi tâm rồi đến mũi miệng thú làm trung tâm, phân thành hai nửa, hai cánh cửa trái phải chiếm giữ một nửa. Hàn Lập nhíu mày, đứng ngay tại chỗ trầm ngâm thật lâu, trong đầu cẩn thận nhớ lại nội dung được ghi lại trong miếng ngọc giản mà giải đạo nhân cho hắn năm đó. Cuối cùng, ánh mắt của hắn có hơi ngưng tụ, thì thào nói ra lân hống thủ vệ xem ra trong ngọc giản nói chính là chỗ này dứt lời hàn lập tiến lại phía trước không đẩy luôn cửa ra mà giơ tay đặt lên hai cái răng thú trên pho tượng lân hống phân biệt nhấn hai lần chỉ nghe một tiếng vang két rất nhỏ chợt ngay chính giữa cái miệng to như chậu máu bốn cái răng thú của pho tượng lân hống cùng lúc rút lại lộ ra một cái cửa hang sâu thẳm hàn lập quan sát hai bên một cái rồi cả người nhanh chóng lóe lên tiến nhập vào trong đó ngay sau đó Phía sau hắn liền lần nữa truyền đến một tiếng vang nhỏ, bốn cái thú răng kia đồng thời trở lại như cũ, đóng kín lại cửa hang. Tiến vào bên trong, khắp nơi một màu đen kịt, không có nửa điểm ánh sáng, lấy thị lực của Hàn Lập vậy mà cũng không thấy được cái gì. Tách, tiếng giọt nước rơi xuống từ phía trước truyền đến, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, liền yên lặng vận chuyển đại lực kim cương quyết, huyền khiếu trên hai cánh tay của hắn rối rít sáng lên, phát ra hào quang mông lung chiếu rọi khắp nơi bốn phía lúc này hắn mới thấy rõ ràng, giờ phút này hắn đang đứng trên bậc đầu tiên của thềm đá. Bởi vì hào quang huyền khiếu có hạn, cho nên Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước có khoảng chừng 5-6 bậc thang, càng về xa liền không cách nào thấy rõ. Hàn Lập có hơi do dự nhưng vẫn dọc theo từng bậc từng bậc thang đi xuống phía dưới. Sau khi đi qua mười mấy bậc cấp, mặt đất trước người trở nên bằng phẳng, dường như đã đứng trên một tòa bình đài, âm thanh tí tách vừa nãy mới nghe càng lúc càng gần. Hàn Lập theo tiếng mà đi mấy bước về phía trước, liền thấy trước mặt xuất hiện một cây cột đá cao ba thước, phía trên khảm một chậu đá rộng chừng một xích, bên trong chậu đựng đầy chất lỏng màu đen không rõ, từ đó thoang thoảng mùi tanh, tựa như là một loại mỡ của dị thú nào đó. Tách, lại là một tiếng vang nhỏ, một giọt chất lỏng từ bên trên nhỏ giọt xuống, rơi vào bên trong chậu đá tạo thành từng vòng từng vòng gợn sóng thật nhỏ. Tâm niệm hàn lập vừa động, liền trà ngón tay một cái, từ đầu ngón tay lóe lên một cỗ lực lượng tinh thần, vang lên một tiếng đốt, rồi hóa thành một đạo hào quang rơi vào bên trong chậu đá. Một tiếng bùm vang nhỏ, bên trong chậu đá lập tức nổi lên một ngọn lửa, bốc cháy kịch liệt. Ngay sau đó, hai đường lửa từ trên chậu đá chảy xuôi theo hai lỗ khảm trên cột đá kéo dài ra, chảy một mạch đến hai chỗ rất xa. Chương 958: Khấp huyết trận đồ. Trong lòng Hàn Lập âm thầm đề phòng, ánh mắt một mực nhìn theo hướng hỏa tuyến di chuyển. Chỉ thấy chúng xuôi theo mặt đất kéo dài thẳng ra phía sau hơn trăm trượng, dường như đã đến điểm cuối mới ngừng lại. Chỉ nghe bùng một tiếng, hai nơi trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên xích diễm hừng hực, chiếu sáng toàn bộ mảnh không gian chỗ Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập hơi hơi nhíu lại, sau khi nhìn một vòng xung quanh, thần sắc hơi đổi, trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ thấy mảnh không gian này phạm vi ước chừng 200-300 trượt, trên vách tường bốn phía vậy mà điêu khắc một bức bích hỏa thạch điêu cực lớn liên miên không dứt, trong đó vừa có núi cao sừng sững, lại có dòng sông chảy xiết, một số thành quách, quan ải trông rất rộng lớn, hùng vĩ được phân bố ở giữa phía chỗ điêu khắc núi rừng vừa có kỳ chân dị thú chạy khắp bốn phương, lại có người tu hành lăng không phi hành, thoạt nhìn nhiễm nhiên là một cảnh tượng nơi tiên giới, không có bất kỳ điểm nào giống tích lân không cảnh này. Nơi đây tại sao có thể có bích họa như vậy? Chẳng lẽ trong quá khứ có người lưu đày đi qua, ở nơi đây hoài niệm điêu khắc ra hay sao? Hàn lập thì thào lẩm bẩm đang cân nhắc, hắn cất bước vòng qua bệ đá trước người, xuôi theo bên tường, cẩn thận xem xét toàn bộ bích họa một phen, thấy bức vẽ ở trên tuy rằng phức tạp, nhưng lại cũng không ăn khớp, dường như không có cái gì liên quan rõ ràng với nhau. Không bao lâu, Hàn Lập đi vào không gian sâu bên trong, thì thấy trên mặt đất bày ra một cái quan tài đá màu đen lớn cỡ ba trượng, phía trên điêu khắc một con rối có dây treo giống nam tử khôi lỗi. Trên tất cả các khớp xương của nó đều gắn một sợi tơ treo lơ lửng ở giữa không trung, thoạt nhìn thần sắc nó chất phác, tứ chi cứng ngắc, lộ ra vô cùng quái dị. Những sợi tơ kia quấn quanh bên ngoài quan tài đá, cuối cùng tập trung ở trên đỉnh đầu nam tử khôi lỗi kia. Hàn Lập đi ra phía trước, sau khi cẩn thận xem xét, phát hiện chỗ đỉnh đầu nam tử khôi lỗi, tất cả sợi tơ liên kết với nhau, tạo thành hình giống như đồ án bát quái hình tròn, bên trong là âm dương song ngư đồ nhưng bên ngoài lại chưa phân ra bát quái quẻ tượng. Sau khi lưỡng lự một lát, hắn đưa tay chạm nhẹ trên bát quái một lượt, phát hiện đường nét phía trên trận vị bát quái không phải là vật chết mà có thể nhấn xuống được. Hàn Lập thấy vậy, vui mừng trong bụng, trong miệng lẩm nhẩm càn tam liên, khôn lục đoạn, chấn ngưỡng vu, cấn phúc oản, lập tức đưa tay ở trên 8 trận vị nhấn liên tiếp. Theo 8 chỗ trận vị đồ hiển hiện ra, vị trí mắt cá của âm dương song ngư đồ ở giữa bỗng nhiên lõm xuống, ngay sau đó liền có một hồi âm thanh rình rình tựa hồ như các mảnh đá va vào nhau truyền đến. Chỉ thấy nắp quan tài đá chậm rãi trượt xuống dưới, rồi mở ra, bên trong không có thi hài gì, mà là xuất hiện một cái hộp thủy tinh trong suốt năm tấc vuông vắn. Bên trong hộp có để một cái viên cầu chạm rỗng màu bạc, phía trên hiện đầy hoa văn phức tạp vô cùng kỳ dị ngay chính giữa có từng trận cổ quái tựa như lực lượng thần hồn ba động vậy, nhộn nhạo truyền đến. Xem ra chính là vật này rồi, Hàn Lập ánh mắt hơi hơi chấp động, trầm ngâm nói. Hắn đánh giá viên cầu chạm rỗng một lát, lại cẩn thận nhìn từ trong ra ngoài bốn phía quan tài xem xét một lượt, khi đang định thò tay lấy cái hộp vuông kia ra, bỗng nhiên hắn nhướng mày, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nghĩ đến đây, Hàn Lập ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, nhìn xung quanh một bức bích họa sơn thủy, trong mắt chợt lóe dị sắc hắn thu tay về thối lui về trước quan tài đá đem nắp quan tài một lần nữa đẩy lên hắn thong thả đi tới lui vài vòng ở đây trong đầu nhớ đi nhớ lại nội dung ghi chép trong ngọc giản trong đó có một câu đột nhiên lóe lên trong đầu hắn bát phương trận vị tại hình bất tại ý cần dùng bước vẽ này bước chân hàn lập bỗng nhiên dừng lại ánh mắt một lần nữa nhìn lên bích họa bốn phía trong mắt hiện lên một tia giật mình chỉ thấy hắn cất bước đi thẳng tới ngay phía sau quan tài đá giơ tay lên tìm tòi trên bích họa một hồi sau đó hướng đến một vầng mặt trời được điêu khắc ở trên đó ấn mạnh xuống suy sau một tiếng vang nhẹ lên vầng mặt trời kia vậy mà lõm xuống quả là thế trong lòng hàn lập vui vẻ lại đi tới bức bích họa tiếp theo bên tay phải trên bức bích họa điêu khắc cảnh tượng một đám mây bị gió thổi dữ dội hàn lập liền tìm một đám mây trong đó rồi ấn xuống ngay sau đó hắn lại đến trước một bức tranh cảnh sông lớn tràn đầy và một bức tranh cảnh núi cao mờ ảo lần lượt tìm đến một sông lớn và một ngọn núi lần lượt ấn xuống. Trời là ngày, mây theo gió, nước vô hình, núi thành thế. Toàn bộ trận vị bát quái đều ẩn nấp trong những bức bích họa điêu khắc này. Theo Hàn Lập ấn xuống tất cả cơ quan ẩn dấu tượng trưng cho bát quái trận vị, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Quan tài đá đặt trên mặt đất bắt đầu lung la lung lay, rồi chìm xuống phía dưới, bắt đầu lộ ra một lối đi vào trên mặt đất. Đúng là tại hình mà không tại ý. Hàn Lập cười nói một câu, đi tới, cửa vào thông đạo không lớn dưới mặt đất là một đoạn thềm đá kéo dài thông xuống, chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua. Hàn Lập không có trần trừ quá lâu, cất bước đi vào. Sau khi qua hơn 10 bậc, bậc thang quẹo sang bên trái, xuất hiện một cái cửa động cao ngang một người, bên trong lóe lên bạch sắc quang mang. Hàn Lập cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đó, mới phát hiện phạm vi bên trong chỉ có hơn 10 trượng, không bày biện gì nên có chút trống rỗng. Chỉ có điều, không gian tuy rằng không quá lớn, trên vách tường lại khảm nạm chi chít từng khối tinh cốt trắng như tuyết, khiến nơi này sáng rực như bên ngoài chính là do hào quang từ những tinh cốt này phóng xuất ra hàn lập dương mắt nhìn lên liền thấy phía đối diện sát phách tường bày một cái bàn đá màu đen phía trên đặt song song hai cái hộp ngọc màu trắng thoạt nhìn vô cùng tinh xảo hắn xem xét thoáng qua một chút phát hiện không có cái gì khác thường liền xoạch một cái mở nắp một cái hộp ngọc ra lúc nắp hộp mở ra không có bảo quang gì tràn ra ngoài cũng không có dị tượng gì xuất hiện chỉ có một viên cầu lớn chừng quả đấm nằm im ở trong hộp ngọc Toàn bộ viên cầu đen thui, hình dáng so với viên cầu ở trong quan tài đá vừa rồi giống nhau như đúc, cùng là nhiều lớp chạm giống, phía trên phù văn cổ quái răng đầy. Chỉ là trên viên cầu này không có chút lực lượng ba động nào truyền ra, ngoại trừ ngoại hình đẹp đẽ bên ngoài, xem ra không có bất luận cái gì hiếm lạ, ngược lại viên cầu trước kia giống thật hơn. Hàn lập đưa tay vân về viên cầu chạm giống kia, nâng ở lòng bàn tay cẩn thận xem xét, mơ hồ có thể thấy sâu bên trong tâm cầu có từng đạo điện quang màu vàng mảnh như sợi tóc lượn lờ, nhìn như im ắng nhưng có xu thế xét đánh. Trong lòng hắn khẽ động, mơ hồ cảm thấy vật này nhất định không đơn giản, liền cẩn thận cất vật này vào trong ngực. Sau khi Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, ánh mắt liền đã rơi lên một cái hộp ngọc khác. Hộp ngọc này có chút khác biệt, mặt ngoài có khảm một vòng tròn, phía trên tuyên khắc có đạo đạo hoa văn phức tạp, bên ngoài có hai lỗ tròn chạm giống, phía dưới từng lỗ thủng đều khắc một cái phủ văn màu vàng cỡ hạt gạo hàn lập nhíu mày đưa tay lấy hộp ngọc muốn đem nó cầm lại gần điều tra kỹ càng lại phát hiện vật này dường như cùng cái bàn hòa thành một thể một mực dính liền ở bên trên căn bản không xê dịch chút nào hắn gặp tình hình này huyền khiếu trên cánh tay sáng lên lực lượng cánh tay tăng vọt cầm lấy hộp ngọc nhấc mạnh lên hộp ngọc chấn động kịch liệt ngay sau đó cái bàn phía dưới cũng nương theo run lên bần bật nhưng là chỉ thế thôi cả hai đều không bị hàn lập cưỡng ép rút lên vẫn như trước vững như bàn thạch lông mày hàn lập nhíu lại bỗng nhiên nâng lên một quyền, nện lên phía trên hộp ngọc. Nhưng thấy bên ngoài hộp ngọc chợt lóe lên bạch quang, một tầng tinh thần hào quang từ trong bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một cỗ lực cực lớn phản chấn lại. Hàn lập vội vàng lùi về phía sau một bước, triệt tiêu cỗ lực đạo này. Lúc này quay đầu lại nhìn hộp ngọc này, trong mắt nghi hoặc, thần sắc càng ngưng trọng hẳn lên, liên quan đến viên cầu kim loại kia, trong ngọc giản của giải đạo nhân ghi chép rất rõ ràng là vật nhất định phải lấy được, về phần bên trong hộp ngọc giấu có vật gì khác thì gã không có đề cập đã qua hàn lập trao mày trên người huyền khiếu sáng lên một cỗ lực lượng cường đại lớn hơn vận chuyển đến vung quyền đập tới hộp ngọc ầm ầm không ngoài dự tính lực phản chấn trên hộp ngọc cũng trở nên càng cường đại hơn chấn động khiến hàn lập phải lui lại mấy bước lưng dựa vào vách tường phía sau chống đỡ mới dừng lại được trong miệng hàn lập hừ lạnh một tiếng cũng không tính buông tha chính lúc định một lần nữa lấy lực lớn hơn nện lên hộp ngọc thì phát hiện có một kẽ nứt phía dưới đang ngoằn ngoèo mở rộng một mực liên thông đến đáy hộp ngọc trên cái bàn đá hắn nhướng mày trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ biết là không thể bằng ngoại lực phá vỡ vật này rồi nếu không thì ngay cả vùng không gian này cũng sẽ bị hủy diệt theo mà hắn không có thời gian hao phí tiếp tục ở trong đây nữa ngay lúc định trở về tiền điện khi hàn lập xem kỹ một chút tình huống bên kia khoe mắt của hắn liếc qua bỗng nhiên thấy vách tường tinh cốt ở bốn phía chiếu rọi trên mặt đất hiện lên một bức tinh thần đồ án chỉ có điều so sánh với phiến bản đồ tinh vực kia lúc trước nhìn thấy ở trên mái vòm bức đồ trước mắt này chẳng những diện tích nhỏ hơn rất nhiều chính giữa còn có rất nhiều chỗ bỏ sót ánh mắt hàn lập ở trên tinh thần đồ án cẩn thận đưa mắt quan sát thật lâu trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoài ý muốn chợt khẽ vỗ tay bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế thì ra là thế rồi sau đó từ trong tay áo hắn rút ra tinh lan bút bắt đầu tu bổ ở trên tinh thần đồ. Thật lâu sau đó, Hàn Lập vẽ xong nét cuối cùng, thu nhanh lại, rồi đứng lên. Theo nét này hạ xuống, tinh thần đồ án trên mặt đất bắt đầu nở rộ dạng giữa hào quang, một hồi âm thanh cơ quan chuyển động rất nhỏ vang lên, vòng tròn trên hộp ngọc bắt đầu chậm rãi chuyển động, cuối cùng cạch một tiếng, tự mở ra. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, tiến lên nhìn, chỉ thấy trong hộp ngọc để một mảnh da màu xám không biết của loại lân thú nào, gấp chỉnh tề thành một cái hộp vuông bé bé cái này là, hàn lập sờ lên mảnh da, vừa khe khẽ vuốt vừa nhìn, lông mày không khỏi vừa nhanh nhíu lại. Chỉ thấy trên mảnh da vẽ một cái tế đàn ngũ rác khảm sâu xuống dưới đất, nằm cạnh trên tế đàn phân biệt vẽ ra một dị thú cổ quái, sau lưng mọc hai cánh, giờ phút này lại chính là năm vị huyền thành thành chủ, bộ dáng đang thúc giục tòa huyết tế đại trận này. Phía trên mảnh da, có viết bốn chữ cổ chiến to, khắp huyết trận đồ, cái tên này so với tên, huyết tế đại trận, mà ách quái báo cho mọi người biết rõ ràng là khác biệt. Nghi ngờ trong lòng Hàn Lập bộc phát, bắt đầu cẩn thận dò xét toàn bộ trận đồ. Hắn rất nhanh liền phát hiện, bộ phận cấu tạo nên khắp huyết đại trận này hoàn toàn trùng với tòa huyết tế đại trận ngoài tiền điện, cơ bản có thể khẳng định chính là chung một cái, mà ách quái sở dĩ cố ý giấu giếm, nhất định là dụng tâm kín đáo. Mặt khác, thông qua trận đồ có thể thấy được, không gian bên trong huyết trì của tòa đại trận kia cực lớn, trên vách tường điêu khắc trận hoa văn ẩn giấu bên trong cực kỳ phức tạp, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng. Ở bên ngoài hình vẽ đại trận đồ, bốn phía còn có từng đoạn chú giải ngắn, chia ra giảng thuật một ít điểm quan trọng mấu chốt cùng tác dụng cụ thể khi bố trí trận này. Hàn Lập càng xem xuống dưới, mày nhíu lại càng chặt, rốt cuộc hiểu rõ ách quái rốt cuộc muốn làm gì. Hắn xem hết một mạch, ánh mắt cuối cùng đã rơi trên một đoạn chú giải ở góc dưới bên phải, lông mày bỗng nhiên nhướng lên, khóe miệng hơi hơi nhếch, lộ ra một nét cười khẽ. Chương 959, đột một phát sinh biến cố. Giờ khắc này, chỗ huyết trì ở tiền điện, năm tên thành chủ, bao gồm cả ách quái và thần dương, còn đang thúc giục pháp trận, đến lúc này số lượng huyền khiếu trên thân năm người đã nhiều hơn trước không ít. Toàn thân thần dương chấp động hào quang không thôi, đếm kỹ lại đã có hơn 290 huyền khiếu phát ra tinh quang, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà mở ra gần 30 huyền khiếu. Số lượng huyền khiếu đám người tôn đồ mở ra cũng không sai biệt lắm, trên người tản mát ra tinh quang sáng ngời, so với trước sáng hơn rất nhiều, trong ánh mắt bọn họ đương nhiên không thiếu nỗi sợ hãi lẫn vui mừng. Đám người thiệu ưng đứng ngoài quan sát thấy tình hình này, hai mắt lộ ra không ít thần sắc hâm mộ, bất quá bọn họ tự biết bất luận là thân phận hay sức mạnh đều xa xa không bằng ngũ đại thành chủ, đương nhiên cũng không dám nói thêm gì. Pháp trận vận chuyển tới hiện tại đã nhanh hơn không ít, ngũ mang tinh trận trên đỉnh đầu năm người ách quái lớn hơn gấp mấy lần, phóng xuất ra cột sáng huyết sắc thô to hơn không ít so với trước. Màn hào quang huyết sắc xung quanh cũng nồng đậm hơn nhiều so với trước, phía trên hiện ra vô số phù văn, lúc vận chuyển phát ra tiếng gầm rú ô ô, mấy pho tượng màu đen dưới thân năm người giờ phút này cũng xảy ra biến hóa không nhỏ nguyên bản toàn thân màu đen giờ phút này đã biến thành màu đỏ thẫm từng đạo huyết quang từ trong cơ thể pho tượng tuôn ra ngay cặp mắt pho tượng cũng bắn ra hai đạo huyết quang thật dài thoạt nhìn có chút quỷ dị bốn người tôn đồ nhìn thấy biến hóa của pho tượng phía dưới và màn sáng huyết sắc xung quanh âm thầm kinh hãi thần dương và tôn đồ nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia bất an cũng may màn sáng huyết sắc chung quanh tuy rằng biến hóa nhưng vẫn như cũ không có lộ ra lực lượng giam cầm, làm cho bọn họ hơi an tâm. Mà mặt nước bên trong huyết chỉ giờ phút này lộ ra không ít cỗ hải cốt to lớn óng ánh, đã sắp thấy đáy. Dầm dầm, máu tươi bên trong huyết chỉ chợt cuồn cuộn kịch liệt lên, hình thành một vòng xoáy lớn vài trượng. Ngay sau đó, từng đoàn huyết sắc quang cầu từ sâu trong vòng xoáy hiển hiện ra, tán phát ra trận trận ba động năng lượng kinh người. Cỗ năng lượng ba động này có chút kỳ lạ, không phải là lực lượng tinh thần đơn thuần, hoặc là lực lượng khí huyết, mà là hai thứ hỗn hợp, tương tự như lưu diễm huyết phân. Hơn nữa huyết sắc quang đoàn tản mát ra ba động cường đại dị thường, mặc dù là đám người tôn đồ cũng kinh hãi không thôi. Thánh hài, đám người tôn đồ chứng kiến huyết sắc quang cầu, vứt bỏ nỗi bất an trong lòng, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đám người phương thiền bên cạnh tuy rằng nhìn không thấy huyết sắc quang đoàn trong hố sâu nhưng cũng có thể cảm giác được cỗ ba động cường đại này đột nhiên xuất hiện, nhao nhao động dung nhìn theo chờ đợi chư vị đạo hiếu thánh hài đã xuất hiện cố thêm chút nữa ách quái cũng lộ vẻ vui mừng hét lớn lên tiếng tốc độ hai tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên tăng lên tốc độ tụng đọc chú ngữ cũng nhanh hơn gấp bội đám người tôn đồ thấy cảnh này cũng vội vàng thúc giục đại trận nhanh hơn ầm ầm năm pho tượng phát ra lực cắn nuốt thôn vệ lập tức tăng lên mãnh liệt máu tươi phía dưới càng cuồn cuộn thêm kịch liệt rồi phóng thẳng lên hóa thành năm cột máu loãng chui vào trong năm pho tượng bề mặt huyết trì nhanh chóng hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau một lát, hết thảy máu tươi trong ao đều biến mất không thấy gì nữa, bị năm pho tượng thôn vệ hết. Đường vân lân phiến mặt ngoài năm pho tượng chợt hiện lên vài đường, thân hình vốn đỏ thấm thình lình triệt để biến thành màu huyết hồng. Huyết sắc quang đoàn cũng lộ ra chân thân, đó là một cánh cổng ánh sáng màu máu, bên trong cánh cổng ánh sáng tựa hồ là một thế giới khác, trong đó có vô số huyết sắc quang đoàn mãnh liệt, cỗ chấn động mạnh mẽ kia chính là từ trong cánh cổng ánh sáng tuôn ra đáy ao không hề thấy bóng dáng thánh hài hơn nữa dường như vì không còn máu tươi che chắn ánh sáng bên trong cánh cổng tản mát ra ba động càng thêm mãnh liệt ách thành chủ đây là có chuyện gì thánh hài ở đâu sắc mặt tôn đồ trầm xuống nhìn ách quái ba người khác cũng nhìn về phía ách quái ách quái giờ phút này khoanh chân ngồi trên pho tượng huyết sắc hai mắt nhắm nghiền hai tay vẫn bấm niệm pháp quyết trong miệng nhanh chóng tụng đọc chú ngữ mặc kệ câu hỏi của tôn đồ ầm ầm pho tượng dưới người lão đột nhiên tản mát ra huyết quang trói mắt chiếu rọi trên người của lão nhuộm thành một màu đỏ lập tức liên tiếp thanh âm phốc phốc vang lên trong pho tượng bắn ra bảy tám cái vòi huyết quang vừa thô vừa to vũ động không ngừng nhào nhào sáp nhập vào trong cơ thể ách quái thân hình ách quái run rẩy vài cái lập tức liền khôi phục bình tĩnh hai mắt đột nhiên mở ra thình lình đã biến thành màu huyết hồng không chỉ như vậy thân thể của lão phảng phất như bị thổi vào phồng lên không ít. Hơn nữa, bên ngoài thân hiện ra từng đạo hoa văn màu đỏ, thoạt nhìn phảng phất như ác quỷ dưới địa ngục. Bốn người tôn đồ chứng kiến ách quái biến hóa như vậy, sắc mặt đều biến đổi. Trong bốn người, thực tế là tần nguyên kinh hãi nhất, y bỗng nhiên đứng lên trên pho tượng, thân hình khẽ động muốn rời khỏi ngay. Nhưng vào thời khắc này, trong bụng y bỗng nhiên dâng lên một cỗ huyết quang óng ánh, từ trong phát ra ngoài. Cỗ huyết quang này quay tít một vòng, hóa thành một đoàn huyết vân mông lung, bao bọc cả nửa người tần nguyên vào trong đó, trong huyết phân ẩn hiện vô số phù văn liên kết với pho tượng phía dưới, thân thể tần nguyên giống như bị đóng băng, không thể động đậy. gần như cùng lúc đó, trong cơ thể ba người thần dương cũng đều dâng lên từng đạo huyết quang, lóe lên ngưng tụ thành một đoàn huyết phân bao phủ hơn nửa thân mình ba người vào trong đó, thân thể ba người cũng lập tức không thể động đậy, bị giam cầm bên trong. đứng gần hố sâu, năm người phương thiền, đoạn thông, huyên viên hành, thạch xuyên không còn có nam tử trưởng lão mập mạp huyền chỉ thành thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, vô thức muốn tiến lên. Bóng người hoa lên, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trước, chính là ba người thiệu ưng, chu tử nguyên và chu tử thanh. Mấy vị, năm vị thành chủ đang thúc giục pháp trận, không tiến lên quấy giày thì tốt hơn. Thiệu ưng nhàn nhạt nói ra, trên người bộc phát ra một cỗ uy áp cường đại, quét đến đám người phương thiền. Thân thể đám người phương thiền như bị cự sơn ngăn chặn, mạnh mẽ trầm xuống, hô hấp có chút khó khăn vẻ mặt mấy người khiếp sợ nhìn thiệu ưng, vô thức dừng bước lại. Mọi người tại đây, chỉ có lục hoa phu nhân từ đầu đến cuối đứng lẳng lặng một bên, sắc mặt không hề bận tâm, không nói chuyện, cũng không có cử động nào khác. Bên trong huyết trận, ách quái chậm rãi dương đôi mắt, quay đầu nhìn về phía bốn người. Giờ phút này hai mắt lão tản mát ra ánh sáng màu đỏ bức người, chấp động lãnh mang, không còn mảy may ôn hòa như lúc trước. Đám người tôn đồ thấy thần sắc ách quái lúc này, trong lòng không khỏi lộc bộp một cái, như rơi vào vực sâu không đáy. Ách thành chủ, ngươi làm cái gì vậy? Phù kiên ra sức giấy ruộng nhưng huyết vân quanh người nhìn như mỏng manh, lại vững như bàn thạch, cũng không rung lên chút nào, gã liền cười lớn một tiếng, hỏi. Thánh hài còn chưa xuất hiện, bốn vị bỗng nhiên rời đi thì không thể được, thiếu các ngươi, huyết trận này làm sao vận chuyển được. Vì vậy, ách mỗ đành phải ra tay lưu lại bốn vị một lát. Ách quái cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Ách quái, ít làm bộ làm tịch đi, xem ra mọi thứ nơi đây đều là âm mưu của ngươi bất quá chúng ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí tự hỏi cũng không buông lỏng đề phòng Người đã hạ thủ trên người chúng ta khi nào tôn đồ quát lạnh nói lưu diễm huyết phân thần dương nhìn huyết phân óng ánh quanh người ánh mắt bỗng nhiên lóe lên bật thốt ra ba người khác nghe nói thế sắc mặt đều khẽ biến đến cùng vẫn là tâm tư thần đạo hữu nhanh nhạy phản ứng nhanh nhất không tệ lưu diễm huyết phân thật đúng là có tác dụng a Ách quái cười nói, tôn thành chủ, phù thành chủ, lúc trước các ngươi ở bên trong lưu diễm sương mù, không phải nói là không đoạt được lưu diễm huyết phân sao. Tần Nguyên chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía tôn đồ cùng phù kiên, hỏi. Hai người tôn đồ, phù kiên nghe vậy, thần sắc trên mặt trì trệ. Tần Nguyên chứng kiến thần sắc hai người, lập tức minh bạch hai người lúc trước đã nói dối. Bọn họ cũng đã lấy được lưu diễm huyết vân, chỉ là vì mục đích nào đó mà giữ kín không nói ra. Nguyên lai trong vụ hải đột nhiên xuất hiện nhiều lưu diếm huyết phân như vậy là do ngươi dở trò quỷ. Lúc đó các hạ đã bắt đầu tính toán chúng ta rồi. Ách thành chủ ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi. Rất nhanh các ngươi sẽ biết. Hai con người huyết hồng của ách quái đảo qua bốn người, ngửa mặt lên trời cười to, hai tay bấm niệm pháp huyết không ngớt. Trong tiếng cười, hào quang xung quanh huyết trận tỏa sáng rực rỡ, vô số đạo huyết sắc đường vân lăng không hiển hiện ra, đan vào nhau hình thành một pháp trận huyết sắc phức tạp gấp mấy lần trước màn sáng huyết sắc xung quanh ở bên trên cũng hiện ra vô số đường vân lập tức lóe lên đột nhiên hóa thành một màn hào quang huyết sắc bán thực chất bao trọn cả hố sâu và năm người thần dương vào trong đó mà mấy pho tượng dưới thân bốn người thần dương cũng đột nhiên bộc phát ra huyết quang trói mắt bao phủ thân thể bốn người vào trong hơn nữa dũng mãnh lao vào trong cơ thể bọn họ sắc mặt bốn người tôn đồ biến đổi ra sức dấy dội nhưng cấm chế huyết vân trong cơ thể một mực giam cầm bọn họ không thể động đậy chút nào chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết quang của pho tượng xâm nhập vào trong cơ thể bên ngoài bốn người hiện ra từng đường vân huyết sắc hình dạng con run những đường vân này ngọ nguậy vặn vẹo trên người bọn họ như vật còn sống thân thể cả bốn người đều run rẩy trên mặt đều lộ ra thần sắc thống khổ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết phương thiền thấy năm người như vậy sắc mặt đại biến thành chủ phương thiền thấy bộ dạng tôn đồ giờ phút này thê thảm như vậy sắc mặt khẩn trương bất chấp thực lực hiệu ưng, dẫn đầu bay nhào tới. Ba người đoạn thông, hiên viên hành, trưởng lão mập mạp thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo. Thạch xuyên không không có tùy ý lướt theo, ngược lại lui về phía sau một khoảng cách. Thiệu ưng cười lạnh một tiếng, lập tức nghênh tiếp, một tay phất lên, lòng bàn tay sáng rực bạch quang. Năm cỗ lực lượng sắc bén bắn ra như bão táp, phảng phất như năm chuôi thần kiếm lăng không xẹt qua. Những nơi chúng đi qua, mặt đất bị kéo lê thành năm vết cắt sâu, chỉ lực sắc bén, bao phủ bốn người phương thiền vào trong đó. Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh cũng theo sát phía sau, phi thân nhào tới. Giờ khắc này, bên trong hậu điện, Hàn Lập đang bước nhanh ra phía ngoài. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, chân đang bước đột một đình chỉ lại, tiếp theo thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chỉ thấy từng đạo huyết quang từ trong bụng chen trúc ra, hình thành một đám mây huyết sắc, bao phủ thân thể hắn vào trong đó. Đây là, nguyên lai là trong lưu diễm huyết phân bị người động tay chân thần thức hàn lập quét qua trong người, lập tức cảm ứng được nguyên nhân là do đám mây huyết sắc. Trong đan điền dưới bụng hắn giờ phút này hiện ra hai luồng hào quang hình huyết phân, cuồn cuộn vô số huyết sắc phù văn thật nhỏ ở bên trong, tản mát ra một cỗ lực lượng cấm chế cường đại, một mực giam cầm thân thể hắn. chương 960, Nội đấu Tuy là thân thể bị giam cầm nhưng hàn lập không chút rối loạn nào, đồng thời ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Hắn dùng hết sức vận chuyển thiên sát chấn ngục công thử trùng kích cấm chế trong cơ thể nhưng nguồn gốc cố cấm chế này nằm sâu trong đan điền của hắn, hơn nữa lại quỷ dị lạ thường, mặc cho hắn vận công trùng kích như thế nào cũng không thể dẫy ruộng ra được. Hàn lập nhíu mày, một bên nghĩ cách trùng kích cấm chế, đồng thời ngay giữa mi tâm lóe lên tinh quang, từ đó bắn ra mấy đạo xiềng xích óng ánh, nhanh chóng chui vào đan điền dưới bụng của hắn. Mặc dù cấm chế trong đan điền có thể giam cầm thân thể của hắn, nhưng đối với thần thức của hắn thì không có chút ảnh hưởng nào. Trong đan điền hắn, mấy đạo thần niệm chi liên lóe lên, rồi lập tức quấn quanh hai đoàn huyết phân cấm chế, ra sức xé rách chúng. Quang mang của huyết phân cấm chế chấp động, lập tức bắt đầu run rẩy. Hàn lập thấy thần niệm chi liên có hiệu quả khắc chế đối với huyết phân cấm chế, trong lòng thoáng thả lòng. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm nhanh chóng thúc giục. Ngay giữa mi tâm hắn tỏa ra tinh quang rực rỡ, từng sợi tơ mỏng óng ánh cuốn ra, đan vào nhau, quấn thành một thanh tiểu kiếm óng ánh. Mặc dù tiểu kiếm chỉ dài hơn tất nhưng lại tỏa ra dao động thần niệm hơn xa thần niệm tỏa liên, chính là thần thông thần niệm chi kiếm thần thông có được sau khi đại thành luyện thần thuật tầng thứ năm thần niệm chi kiếm lóe lên liền chui vào trong đan điền hắn rồi nhanh chóng quay tít một vòng bất ngờ thân kiếm phồng lớn lên gấp bội hơn nữa từ đó phát ra một cỗ kiếm ý sắc bén hai đoàn huyết phân cấm chế vốn đã bị thần niệm chi liên trói buộc lại bị kiếm ý áp bách lập tức chấn động quay cuồng mặt ngoài chớp động hào quang màu máu ngay lúc đó thần niệm chi liên mơ hồ một cái hóa thành một đạo kiếm ảnh chém xuống một đoàn huyết phân một tiếng xoẹt, huyết phân dễ như trở bàn tay bị chém thành hai nửa, trực tiếp nổ tung hóa thành vô số hào quang màu máu phiêu tán đi. Không những vậy, huyết quang cấm chế phiêu tán kia bị lực lượng khí huyết lưu chuyển trong người hắn bao bọc lại, rồi nhanh chóng xua tan sạch sẽ. Hàn lập mừng thầm trong lòng, lập tức tiếp tục thúc giục thần niệm chi kiếm, chém xuống đoàn huyết phân còn lại. Đoàn huyết phân thứ hai cũng vang lên một tiếng, trực tiếp bị chém nát. Hai đoàn huyết phân biến mất, thân thể Hàn lập liền lập tức khôi phục lại bình thường hắn trở mình đứng lên, thở dài một cái, trên mặt lộ vẻ do dự. Cấm chế cổ quái trong đan điền này bắt nguồn từ chính hai luồng lưu diễm huyết vân mà hắn đã nuốt. Chẳng lẽ, Hàn Lập vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hiện lên một trận âm tình bất định. Cả người hắn lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, lướt nhanh về phía tiền điện. Trong tiền điện, đám bốn người phương thiền, đoàn thông, thiên viên hành đang quần chiến kịch liệt với đám ba người triệu ưng và huynh muội chu thị, tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng phát ra mặc dù số người bên phương thiền đông đảo hơn nhưng rõ ràng lại rơi vào thế hạ phong chỉ vừa mới giao thủ mấy hiệp đã có người bị thương thạch xuyên không thấy cảnh này trong mắt lóe lên một tia gấp gáp nhưng vẫn như cũ không có ra tay ánh mắt y thỉnh thoảng nhìn về phía hậu điện trong huyết trận đường vân màu máu trên thân bốn người tôn đồ càng lúc càng nhiều trong nháy mắt đã bỏ khắp nửa người bọn hắn ách thành chủ thuộc hạ trung thành và tận tâm với người chưa bao giờ có hai lòng phù kiên kêu gào thê thảm mở miệng cầu xin tha thứ Ta biết ngươi trung thành, cho nên mới cho ngươi cơ hội này. Vì nghiệp lớn của Huyền Thành, liền ủy khuất ngươi vậy. Ách quái không lộ vẻ thương hại nào, mà ngược lại cười nhạt nói ra, trong tay bấm niệm pháp quyết càng gấp hơn. Hào quang màu máu trong pho tượng càng lúc càng nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể bốn người bọn hắn, đường vân màu máu trên người bọn hắn mau chóng lan đi khắp nơi, mắt thấy sắp bò khắp thân thể bốn người bọn hắn. Ách quái, nếu ngươi đã nhẫn tâm vô tình như vậy, tốt lắm, hôm nay ngươi không chết thì chính là chúng ta chết. Phù Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên gã há miệng ra, bắn ra một đạo hào quang máu trắng. Trong hào quang màu trắng rõ ràng là một tấm bùa chú, phía trên khắc một đồ án tiểu đao răng cưa, tỏa ra hào quang óng ánh sáng long lanh. Đạo bạch quang này bỗng nhiên thu lại, ngưng tụ thành một đạo đao mang răng cưa óng ánh, vô cùng nhanh chóng lóe lên, chui vào bụng của lão. Chỉ thấy một tiếng xoẹt nhỏ bé không thể nghe rõ truyền ra, huyết phân quanh người Phù Kiên chấn động mạnh mẽ từng trận, nhờ vậy mà hào quang huyết phân trên nửa người gã tán loạn đi không ít, hai tay gã lập tức khôi phục tự do. Tuy vậy, huyết phân ở nửa người dưới của lão vẫn nồng đậm, hơn nữa còn quấn với pho tượng dưới người cùng một chỗ, như cũng trầm ổn như đá. Ô, hồn đao phù, trong miệng ách quái khẽ ồ một tiếng, nhưng nhìn bộ dạng của lão ta dường như không để ý nó trong lòng. Hai tay phù kiên được khôi phục tự do, liền lập tức hất mạnh một cái. Từ trong tay áo gã bắn ra bốn đạo hào quang màu đen nhỏ bé, hai đạo như lôi điện đâm về phía ách quái còn hai đạo khác thì đánh xuống pho tượng dưới người cùng lúc đó trong miệng gã lần nữa phun ra một cái từ đó bắn ra ba đạo hào quang nhanh như thiểm điện chui vào trong cơ thể của ba người tôn đồ xoẹt một tiếng huyết phân quanh cơ thể ba người bọn hắn tán loạn đi không ít nửa người trên liền được khôi phục lại tự do đa tạ phù thành chủ tương trợ chư vị chớ có nương tay bây giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi thần dương vừa được tự do trong miệng liền kêu to một tiếng hai tay huy động liên tục. Từ trong tay trái của gã bay ra ba đạo hoàng mang, chính là đoàn mâu màu vàng cùng loại với lúc trước, bắn nhanh như điện về phía ách quái. Đồng thời trong tay gã lóe lên hào quang, từ đó nhiều hơn một thanh chiến đao màu xương trắng, rồi hóa thành một đạo đao ảnh như xét đánh, chém về phía pho tượng dưới người. Tôn Đồ và Tần Nguyên cũng tương tự, vừa được tự do, liền lập tức xuất thủ phản kích. Từng trận âm thanh rít gào sắc bén, một đạo kiếm ảnh màu đen thô to, còn có một đạo huyết quang diễm lệ đánh úp về phía ách quái cùng lúc đó hai người bọn họ cũng phát ra công kích đám xuống pho tượng dưới người động tác liên tiếp có vẻ hơi dài dòng nhưng kỳ thật chỉ xảy ra trong trước mắt ách quái đối với động tác của bốn người bọn hắn nhìn như không thấy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng pháp quyết trong tay nhẹ nhàng biến đổi hào quang màu máu từ pho tượng dưới chân bốn người phù kiên liền vận chuyển một cái trong nháy mắt hóa thành một tầng màn ánh sáng màu máu hào quang màu máu của pho tượng dưới người ách quái tỏa ra rực rỡ nhanh chóng quay tít một vòng đồng dạng hòa thành một tầng màn ánh sáng màu máu bao phủ cả ách quái cùng pho tượng vào bên trong tiếng vang ầm ầm không ngừng nổ tung đủ loại hào quang trong huyết trận đan sen hiện ra mơ hồ bao phủ cả huyết trận vào trong đó mặt đất xung quanh cũng vì vậy mà lắc lư dữ dội đám người phương thiền thiệu ưng đang giao thủ với nhau ở cạnh đó nghe được động tính to lớn trong trận truyền đến thì nhanh chóng ngừng lại riêng phần mình thối lui rồi nhìn về phía trong huyết trận trong huyết trận đủ loại hào quang rất nhanh tán loạn ngoài ách quái còn có năm tòa pho tượng vẫn bình yên vô sự không khác chút nào so với trước tựa như công kích dữ dội vừa nãy chỉ là mộng ảo màn sáng màu máu trên pho tượng nhìn như mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cố cái này bọn người phù kiên thấy vậy thì chấn động Cho cười khắp huyết đại trận há để cho các ngươi có thể phá hư chẳng bằng các ngươi nên tiết kiệm chút khí lực đi có khi còn có thể chống đỡ thêm chút thời gian ách quái cười lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Suy suy suy, chợt pho tượng dưới thân bốn người bọn hắn lần nữa sáng lên, vô số tia sáng màu máu từ đó bắn ra, quấn lấy cả cơ thể bốn người bọn hắn lại. Xung quanh những tia sáng màu máu này ngoe người từng cái phù văn màu máu hình dáng như con nòng nọc, mỗi một tia sáng đều tỏa ra khí tức u ám lạnh lẽo không gì sánh được. Đám người phù kiên vốn đã không thể thoát khốn được, lập tức lại bị những tia sáng màu máu này một mực cuốn lấy từ đầu xuống chân một cỗ lực lượng u ám lạnh lẽo từ trong tia sáng thẩm thấu vào trong cơ thể của bọn hắn, thân thể bốn người lập tức trở nên cứng nhắc, lần nữa không thể động đậy được. Trong mắt ách quái lóe lên vẻ hài lòng nhưng lập tức khôi phục vẻ nghiêm nghị, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Năm tòa pho tượng tỏa ra hào quang càng ngày càng sáng, tia sáng màu máu trên bốn người phù kiên nhanh chóng gia tăng, rồi nhanh chóng quấn quanh cả thân thể bốn người phù kiên lại, mấy hơi thở sau quanh thân thể bốn người liền hình thành bốn cái kén lớn màu máu. Bọn người phù kiên triệt để bị giam cầm ở trong đó, không thể nào động đậy được. Hy vọng vừa mới nổi lên của đám người phương thiền lần nữa bị dập tắt, khí thế đại giảm. Hạc hạc, hôm nay thành chủ các ngươi chết chắc rồi, các ngươi cũng đừng mong mà ngoan cố chống lại. Hãy ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Thiệu ưng cười hạc hạc một tiếng, nói ra, mơ tưởng, lãnh mang trong mắt phương thiền lóe lên, lần nữa nhào đến. Ba người khác thấy vậy cũng lập tức nhào đến, lúc này hai bên lại chém giết lẫn nhau ách quái cứ ngón tay hai tay vung vẩy lăng không vẽ bùa từ trên ngón tay lão bắn ra hai vệt hào quang màu máu hóa thành từng cái phủ văn màu máu lớn hơn một xích bắn ra khắp nơi dung nhập vào các nơi huyết trận huyết trận lần nữa hiện ra từng đạo trận văn nhanh chóng xen lẫn trong nháy mắt nổi lên một cái pháp trận phức tạp hơn gấp mấy lần so với trước đó ách quái thấy vậy sắc mặt có hơi trắng bệch dường như bố trí huyết trận to lớn này đối với lão cũng là tiêu hao rất lớn Chẳng qua giờ lúc này vẻ mặt lão càng lộ ra vẻ mừng rỡ nhiều hơn, tay lão lập tức bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một cái. O, O, N, G. Bỗng nhiên toàn bộ huyết trận sáng rực, một đạo cột ánh sáng màu máu thô to từ đó bắn ra, rồi phát ra một cỗ lực hút cường đại bao phủ cánh cổng ánh sáng dưới đáy ao. Cánh cổng ánh sáng hơi chấn động một cái, lập tức phát ra một tiếng ầm ầm, phảng phất tiếng sấm rền cuồn cuộn. Ngay lập tức lại một tiếng vang trầm, thình lình từ trong quang môn bay ra một cỗ huyết quang sền sệt, cỗ huyết quang sền sệt này phảng phất giống như chất lỏng màu sắc có hơi không tinh khiết bên trong đó ẩn hiện rất nhiều điểm lấm tấm màu đen tuy vậy trong đó lại tỏa ra lực lượng khí huyết khổng lồ vô cùng hơn xa huyết thủy bên trong huyết trì trước đó cỗ huyết quang sền sệt này nhìn có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn không kháng nổi khí tức mà huyết trận phát ra liền dung nhập vào bên trong huyết trận huyết trận lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ nhanh chóng vận chuyển sau khi huyết quang sền sệt tiến vào pháp trận nó cũng không có tản ra mà vẫn còn di chuyển trong trận pháp, phảng phất như một đầu đại mãng màu máu, trong nháy mắt đi tới trước kén máu của Phù Kiên, bất chợt lóe lên, rồi dung nhập vào trong đó. Bỗng nhiên kén máu tỏa ra tia sáng chói mắt, vô số phù văn màu máu từ trong đó chuyển động quay cuồng. Trong kén máu, khí tức Phù Kiên phát ra, đột nhiên lóe lên, rồi kịch liệt phập phồng. Một khắc sau, phía sau kén máu lóe lên hào quang màu máu, chợt huyết quang sền sệt kia từ đó bắn ra, rồi lại tiếp tục bơi về phía trước. Không ngờ tạp chất màu đen trong huyết quang sền sệt rõ ràng đã giảm thiểu rất nhiều, hơn nữa còn tỏa ra từng tia từng tia hào quang óng ánh, tựa như đã nhận được tinh lọc nào đó. Ách quái thấy vậy, sắc mặt hơi vui mừng, trong tay pháp quyết dẫn một cái. Huyết quang sền sệt tiếp tục bơi tới, trong nháy mắt tới trước kén máu tôn đồ, rồi lần nữa dung nhập vào trong đó, sau đó rất nhanh chui ra từ phía sau kén máu. Tạp chất màu đen trong huyết quang sền sệt lần nữa mất đi một ít, tinh quang trong đó lại càng đậm thêm, nó lại tiếp tục bơi về phía trước, theo thứ tự chui vào trong kén máu thần dương, rồi lưu chuyển qua kén máu của tần nguyên. Theo thứ tự trải qua bốn lần tinh lọc, điểm lấm tấm màu đen trong huyết quang sền sệt cuối cùng đã hoàn toàn biết mất, biến thành một cỗ huyết quang tinh khiết. Trong mắt ách quái lóe lên vui mừng, liền vẫy tay một cái. Huyết quang sền sệt tinh khiết đó dọc theo vận chuyển của huyết trận, rất nhanh đến trước mặt lão, liền lóe lên dung nhập trong người của lão. Chương 961, sinh tử giao phong. Khi huyết quang sền sệt tiến nhập vào cơ thể, toàn thân ách quái chấn động, trên mặt lão lộ rõ sự thống khổ, tuy nhiên lập tức bị vẻ hoan hỉ đè xuống. Lão nhắm mắt vận chuyển công pháp, tiêu hóa lực lượng huyết quang. Chỉ thấy chân tay ách quái mơ hồ bành trướng, toàn thân tỏa ra huyết quang chói mắt, những chỗ huyền khiếu còn mông lung lập tức sáng rõ, nhanh chóng biến thành thực chất. Tốc độ mở ra huyền khiếu hiện tại của lão nhanh hơn mấy lần so với lúc trước hấp thu huyết thủy. Thì ra khắp huyết pháp trận được dùng như thế này, Thạch Xuyên không giờ phút này đã lui lại rất xa, nhìn tình huống bên trong huyết trận với vẻ khiếp sợ, miệng thì thào. Huyết trận vận chuyển không ngừng, huyết quang liên tục tuôn ra từ trong quang môn, tựa như vô cùng vô tận hòa vào trong huyết trận, thông qua bốn người phù kiên tinh lọc, cuối cùng bị ách quái hấp thu. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, thể nội ách quái đã mở ra hai mươi mấy chỗ huyền khiếu. Khí tức của lão tỏa ra càng ngày càng khổng lồ, phảng phất như một đám mây đen che khuất cả bầu trời, bao trùm lên tất cả mọi người ở đây. Trái ngược với ách quái, khi tức đám người phù kiên suy yếu đi trông thấy. Cùng lúc này, xung quanh huyết trận lần nữa rơi vào hỗn loạn. Phương Thiền đang đứng phía sau pho tượng mà tôn đồ đang ngồi, đột nhiên trợn tròn hai mắt, một cái mõm heo to lớn chợt nhô ra rồi há rộng ngoác đến tận mang tai, thoạt nhìn mười phần khủng bố dữ tợn. Hống, một tiếng thét cực lớn với khí thế cuồng bạo vô cùng phát ra từ miệng Phương Thiền, tạo thành một luồng sóng âm cuồn cuộn như bài sơn đảo hải hướng về phía pho tượng mà trùng kích, thế nhưng lại bị huyết sắc quang mà cản lại ầm 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 huyết sắc quang mạc run lên không ngừng tựa như sóng biển chập trùng bất định đem ba động cuồn cuộn lan ra tứ phía ngay sau đó toàn bộ quang mạc bao quanh huyết trận liền trở nên bất ổn thiệu ưng nhìn thấy một màn này mắt không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn theo lời ách quái từng nói với y trong đám người còn lại ngoại trừ y và lục hoa phu nhân không ai có thể dung chuyển tầng kết giới màu máu này nhưng căn bản là hai người bọn họ đều sẽ không làm vậy sau vài nhịp thở ba động trên huyết sắc quang mạc kia dần dần trì hoãn, rồi một lần nữa trở nên yên tĩnh. Ở một bên, tầng tầng băng bó trên thân đoạn thông đã hoàn toàn được cởi bỏ, lộ ra thân thể cùng với một cánh tay một màu tím đen vô cùng trắng kiệt, được bao phủ bởi những hoa văn cổ quái màu đen, mười phần quỷ dị. Gã hét lớn một tiếng, lăng không bay vọt lên, rồi chợt nâng cánh tay lên, đập xuống huyết sắc quang mạc phía dưới. Hoa văn màu đen trên thân thể gã sáng lên hào quang, cơ bắp của cánh tay phải vốn đã thô to vô cùng, cũng phồng lớn sáng người tinh quang, thậm chí đạt đến gần 100 huyền khiếu. Gã xuất ra thần thông thông huyền tí, đám hoa văn màu đen trên khắp cánh tay quang mang đại thịnh, sản sinh từng luồng từng luồng sóng khí nóng rực, không ngừng phóng xuất ra ngoài, phát ra âm thanh ầm. Ầm, um, ầm, um, phá cho ta, đoạn thông phẫn nộ trợn tròn hai mắt, tựa như tu la tái thế, miệng quát lớn. Một quyền này mang theo 10 thành công lực, trong khoảnh khắc sẽ nện xuống pho tượng phía trước. Đừng hòng quấy rối đúng lúc này từ bên cạnh đoạn thông phát ra một tiếng gầm một đạo bạch ảnh chợt lóe lên chính là chu tử nguyên trong nháy mắt xuất hiện phía trước đoạn thông cốt thương màu trắng trong tay y vươn thẳng lên hư không đâm mạnh phía đoạn thông oanh thanh âm va chạm tỏa ra chói tai chỉ thấy mũi thương của chu tử nguyên đang chống đỡ trực tiếp quyền này của đoạn thông từng đợt từng đợt khí lưu cuồng bạo tỏa ra từ khu vực hai người giao kích hóa thành vô số gió lốc hỗn loạn càn quét bốn phương tám hướng Cốt thương trong tay Chu Tử Nguyên bị bẻ cong đến độ mũi thương quay ngoặt lại chĩa vào mặt y. Chu Tử Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt ngọn cốt thương, hơn mấy chục điểm huyền khiếu trên cánh tay đồng loạt phát sáng, liền theo đó tinh khiếu trên cốt thương cũng nở rộ quang mang. Một cỗ lực lượng tinh thần vô cùng tràn trề từ thể nội y bộc phát, chạy dọc theo hai cánh tay, ồ ạt rót vào trường thương. Hô một tiếng vang lên, chỉ thấy cốt thương cong vút tưởng như sắp gãy lập tức duỗi thẳng ra phía trước, một lần nữa khôi phục nguyên trạng thân thể đoạn thông bị lực lượng này trùng kích không tự chủ được bắn ngược ra ngoài vừa chạm đất đoạn thông đã lập tức xông lên mũi chân gã đạp một cái thân hình lao vút đi như tên bắn vung quyền đánh tới chu tử nguyên trường thương trong tay kẻ kia lại khua lên chủ động nghênh đón gã hai bên cứ thế quấn lấy nhau chém giết chu tử thanh thấy vậy định tiến lên hỗ trợ thì phát hiện hiên viên hành cũng đang công kích quang mạc huyết trận đôi lông mày thanh tú trợt nhíu lại nàng vung trường thương trong tay lên xông đến chỗ hiên viên hành ở phía xa, Thạch Xuyên Không vẫn đứng ở một bên quan sát tình hình, thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt của gã quét một lượt khắp đại điện, rồi chợt nhìn về phía hậu điện, lộ ra chút do so dự. Trước đó, Hàn Lập từng dặn dò gã phải tận lực giữ mình, không nên tham dự tranh đấu của đôi bên, nhưng tình huống trước mắt cho thấy huyền thành rõ ràng đang chiếm được thượng phong, một khi tình huống bên trong huyết trận kết thúc, sự tình nơi đây sẽ lập tức chuyển biến, đến lúc đó sợ rằng tình cảnh bản thân gã sẽ càng thêm nguy hiểm. Từ đầu đến giờ, Lục Hoa Phu Nhân vẫn đứng tại chỗ, không hề động thủ phá hư đại trận, cũng không ra tay đối phó đám người bốn thành còn lại, chỉ một mực trao mày, sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía ách quái trong trận, không biết có suy nghĩ gì. Ở bên kia, tên huyền chỉ thành trưởng lão, thủ hạ của Tần Nguyên, cũng đồng dạng đang thử mọi cách phá hư pháp trận, nhưng Thủy Trung không thấy chút hiệu quả. Đúng lúc này, trong đại điện đột một vang lên một tiếng thét lớn. Chỉ thấy phương thiền tựa như đang xuống trung bình tấn, bỗng nhiên dẫm mạnh hai chân, làm phiến đá dưới chân vỡ nát. Song quyền y nắm chặt, trên mặt nổi đầy gân xanh, miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Tiếng thét vang lên, cơ bắp toàn thân phương thiền theo đó mà bắt đầu tăng trưởng, làm cho thân hình y cấp tốc lớn lên. Một lớp lông đen tuyền, cọng nào cọng nấy cứng rắn như cương châm, dần dần bao phủ khắp người y, phần cổ trở nên đặc biệt to lớn trắng kiện, miệng mũi ngũ quan càng trở nên rõ ràng. Đúng là y đã biến hóa thành một đầu ma vật toàn thân đen nhánh, nửa người nửa lợn sau khi hình thể phát sinh biến hóa hai mắt phương thiền cũng biến thành màu huyết hồng từng trận hắc khí ngùn ngụt bốc lên quanh người khí tức y tỏa ra lập tức tăng vọt mấy lần khiến người khác không dám tới gần không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn sở hữu chân linh huyết mạch thiệu ưng híp đôi mắt lại thấp giọng nói ra gã vừa dứt lời thì lục hoa phu nhân cũng nhịn không được phải nhíu mày nhìn về phía phương thiền nét mặt thạch xuyên không đầy áp kinh nạc nhưng sau khi quan sát thêm một lúc gã liền khẳng định đây tuyệt đối không phải chân linh huyết mạch mà là sử dụng thủ đoạn kích phát huyết mạch nguyên bản của ma tộc, khiến một phần thân thể xuất hiện trạng thái ma hóa. Rất nhanh chỉ thấy Phương Thiền nhảy lên, thân hình lập tức bay cao, trong lúc còn lửng giữa không chung, y bỗng nhiên hít vào, ngực bụng đột một phình ra. Sau đó cái miệng lại ngoác rộng, phát ra tiếng gầm thét. Hống, thanh âm y phát ra vô cùng bén nhọn, điên cuồng như thể xé rách màng nhĩ mọi người. Phương Thiền phẫn nộ há miệng lớn đầy máu, từ trong đó từng trận từng trận sóng âm vô cùng cường đại như cuồng phong cuồn cuộn ập xuống huyết sắc quang mạc. Ô, 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 n, g, huyết sắc quang mạc rung lên không ngừng, tại nơi trực tiếp hứng chịu công kích của sóng âm đột nhiên lõm vào thật sâu, quang mang bên trong nhạt đi trông thấy, rõ ràng đã có dấu hiệu bị phá hư. Lục hoa phu nhân thấy thế chợt nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Người muốn chết, thiệu ưng rốt cuộc động dung, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt, thân ảnh gã đã xuất hiện ở sau lưng phương thiền, năm ngón tay tạo thành một chảo nhắm vào hậu tâm thanh niên đầu heo. Huyết quang trong mắt phương thiền đại thịnh, vẫn không hề di chuyển, căn bản không chống cự lại, mà ngược lại toàn lực gào thét, muốn một kích phá tan huyết quang. Bên trong huyết trận, ách quái khẽ liếc về phía phương thiền một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy mỉa mai, nhẹ nhàng đảo cổ tay một cái. Chỉ thấy quang mang phát ra từ pho tượng dưới chân tôn đồ chợt lóe lên, một luồng huyết quang phóng ra từ trên hai cánh dung nhập vào huyết sắc quang mạc quang mạc vốn gần như tan vỡ, vậy mà trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. Không, phương thiền mơ hồ thét lên, đồng thời lưng y hứng trọn trọng kích. Chỉ thấy cánh tay tiểu ưng mãnh liệt phát sáng, năm đầu ngón tay phun ra bạch quang tựa như năm thanh lợi kiếm trắng như tuyết, xuyên qua lồng ngực phương thiền. Một mảng lớn máu huyết phun ra, vương vãi xuống, thân hình phương thiền từ trên không rớt xuống, máu tươi văng ra khắp nơi, nằm bất động một chỗ, sinh tử không rõ. Thạch Xuyên không chứng kiến một màn này, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, có chút khó coi. Lập tức tiêu diệt hết đám con sâu cái kiến này, chớ để cho bọn chúng quấy rối khắp huyết đại trận vận hành. Lúc này, từ bên trong huyết trận vọng ra thanh âm ách quái. Lời này của lão băng lãnh vô cùng, lại có chút xa xăm trống giống tựa như từ vạn dặm xa truyền lại. Tuân mệnh, thiệu ưng chậm rãi rơi xuống, cao giọng nói. Dứt lời, gã liếc qua phương thiền đang nằm sấp bên kia, rồi lập tức hướng về phía thạch xuyên không và tên trưởng lão huyền chỉ thành còn lại. Tên trưởng lão huyền chỉ thành trông thấy một kích kia của phương thiền không thể phá vỡ đại trận, tâm tình sớm đã như cho tàn, cặp mắt đảo liên tục, thân hình chợt lui lại, rồi chạy như điên về phía ba cây cầu đá. Muốn đi sao, thành chủ đại nhân còn chưa cho phép. Thiệu ưng cười lạnh một tiếng, thân hình thoát cái, lướt nhanh theo. Hơn 160 chỗ huyền khiếu trên người tên trưởng lão kia đều đã sáng lên, tốc độ đã đến cực hạn nhưng vẫn không bằng được thiệu ưng, còn chưa kịp bước lên cây cầu đá thì đã bị đuổi kịp mắt thấy năm ngón tay của thiệu ưng đang chộp tới tên trưởng lão kia bỗng nhiên khựng lại cả người quay ngoắt lại tay gã nắm một thanh tam lăng đoạn nhận màu trắng đâm thẳng về phía thiệu ưng động tác quay người lại của gã quả thực mau lẹ so với lúc trước chạy trốn quả thực có cách biệt một trời một vực khiến cho thiệu ưng cũng phải nhíu mày bất ngờ hư nhưng thiệu ưng không có bất luận ý định gì tránh né chỉ hư lạnh một tiếng cánh tay y tỏa ra lực lượng tinh thần vô cùng mãnh liệt xung quanh năm ngón tay được bao phủ bởi một tầng tinh quang màu trắng trực tiếp bắt lấy đoàn nhận đang bay đến kia oanh chỉ thấy một chảo này của thiệu ưng đã xé rách hư không không gian trong lòng bàn tay vặn vẹo một hồi tam lăng đoàn nhận bị kéo vào trong đó bị vặn gãy nát trưởng lão huyền chỉ thành nương theo xu thế lui về phía sau mũi chân điểm một cái lên cột đá lan can của cây cầu không tiếp tục chạy trốn mà thân hình lướt qua thiệu ưng hạ xuống bên cạnh thạch xuyên không thiệu ưng quay đầu nhìn lại mắt tỏa hàn quang cười lạnh nói thì ra là thế chỉ thấy kẻ vừa rồi bị gã cho một kích trọng thương, chính là Phương Thiền, đang nằm dưới chân Thạch Xuyên không, đang được họ thạch đổ vào miệng một viên đan dược đỏ tươi. Hồ trưởng lão vất vả rồi, Thạch Xuyên không đứng thẳng dậy, quay người về phía trưởng lão huyền chỉ thành nói. Hồ trưởng lão chỉ lắc đầu, không nói gì, xem ra là người chỉ huy hắn khiến ta rời đi, còn mình thì đi cứu tên tiểu tử mặt heo này. Thiệu ưng lạnh lùng hỏi, ách quái thành chủ đã nói muốn giết hết toàn bộ, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta liên thủ thạch xuyên không mặt không biến sắc lạnh giọng hỏi ngược lại